Chương 428, Các vạn thiên địa Nhân tộc trấn thủ sứ thời gian trôi qua Không có chờ đợi thời gian quá dài, cổ hoang thánh liền từ trong trữ vật giới chỉ, đem ngọc truyền tin phù lấy ra ngoài. Tiến vào bên trong sẽ bị riêng phận mình tách ra, tuy có nguy hiểm nhưng là vấn đề không lớn. Đem bên trong tin tức đọc ra về sau, hắn liền nhìn về phía những thứ khác thần vương. Vạn cổ tông đã tiến đến dò đường, hiện tại liền nhìn bọn hắn muốn hay không lập tức đi vào. Cổ hoang đã nói, việc này không nên chậm trễ, đã không có nguy hiểm chúng ta liền dẫn đầu đi vào đi, không phải tạo hóa thần liên rơi vào cái khác thần tộc trong tay. Tại tộc ta bất lợi. Tốt. Cái khác thần vương đều là gật đầu. Lúc này, lấy cổ hoang đã cầm đầu, một đám cổ hoang thần tộc cường giả, đều là cùng nhau hướng về vách núi mà đi, tiến vào thượng cổ di chỉ ở trong nhanh chúng ta vậy đi vào thượng cổ di chỉ mở ra nhanh chóng đi vào còn lại ngay tại ngắm nhìn chủng tộc khác tu sĩ hiện tại cũng là cúng quyết hướng về thượng cổ di chỉ trang vào phía trước bọn hắn không có dẫn đầu hành động là nắm không nhẹ bên trong là có phải có cái gì lớn hung hiểm nhưng bây giờ cổ hoang thần tộc đi vào vậy đã nói rõ vấn đề không lớn cơ duyên phía trước chủng tộc khác lại như thế nào có thể nhìn được chúng ta vậy đi vào thánh thần tử trầm giọng nói dứt lời hoàng kim chiến xa hóa thành lưu quang trực tiếp hướng về vách núi ngập vào thần quân truyền thừa phía trước hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ thánh tử chúng ta bây giờ phải làm như thế nào bắc ly vinh nhìn xem thế lực khác ngay tại tràn vào thượng cổ di chỉ không khỏi mở miệng hỏi hiện tại bắc ly thị tộc này đối với mới là chủ liền xem như mình muốn vội vã và đi vào cũng được nghe theo đối phương an bài mới là. Chim Trường Thanh nhìn xem vách núi một lát, sau đó nói, chờ chút ta sẽ thôi động thần phong cổ chiến xa, trực tiếp tiến vào thượng cổ di chỉ, nhìn xem chúng ta tiến vào bên trong là sẽ trực tiếp tách ra, hoặc là vẫn cùng một chỗ. Tốt. Mấy cái thần vương liếc nhau một cái, đều lại nhẹ gật đầu. chợt Chim Trường Thanh liền thôi động thần phong cổ chiến xa, trực tiếp hướng về vách núi ngập vào không gian có chút dập dờn giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến bình thường ngay sau đó hắn cũng cảm giác được một cổ sức mạnh huyền diệu tác dụng ở trên người mình bạch quan vung vãi ngăn cản ánh mắt chờ đến bạch quan tiêu tán thời điểm trước kia bắt ly vinh đám người thân ảnh đều là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa giống như xưa nay không từng tồn tại đồng dạng tách ra chìm trường thanh long mày nhíu lại vừa mới cổ lực lượng kia rất rõ ràng chính là thượng cổ di chỉ bên trong lực lượng cổ lực lượng kia hùng hồn đến cực điểm không phải hắn hiện giai đoạn liền có thể ngăn cản sở dĩ không phải mình rời đi thần phong cổ chiến xa nguyên nhân rất lớn là bởi vì cái này đạo binh đã là nhận bản thân làm chủ duyên cớ sau đó chìm trường thanh xuyên thấu qua thần phong cổ chiến xa thấy được cảnh tượng bên ngoài cát vàng lượt trời. Không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là một phương thiên địa. Chìm trường thanh thần sắc hơi động, hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, không giống như là đơn giản mở ra tới không gian. Không thanh y lắc đầu, trực tiếp nếu không chìm trường thanh suy đoán. Đây không phải một phương thiên địa, mà là một phương cực kỳ khổng lồ trận pháp. Trận pháp. Chìm trường thanh sắc mặt kinh ngạc. Hắn đạt được thanh y trận pháp truyền thừa, tới một mức độ nào đó, đã coi như là thần vương tầng thứ trận pháp tông sư, thế nhưng lại mảy may mắn khóe cũng nhìn không ra. Hào quang hiển hiện. Thanh y trực tiếp từ trong động thiên mặt ra tới. Khi hắn xuất hiện ở trong đại điện thời điểm, thần phong cổ chiến xa rõ ràng chấn động một cái, tự như là cảm nhận được tồn tại đáng sợ nào đồng dạng. Thánh. Thánh tử, không biết vị này chính là. Có chút già nua thanh âm truyền đến, lúc nói chuyện đức quảng có thể nghe ra rõ ràng e ngại. Chìm trường thanh nói, thần phong tiền bối không cần lo lắng, đây là thanh y tiền bối. Thoại âm rơi xuống. Một cái thân hình thấp bé áo xám lão đầu, trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện, đối thanh y không mình hành lễ, thần phong xin ra mắt tiền bối. Hắn chính là thần phong cổ chiến xa khí linh. Bản thân làm bác phẩm đạo binh tồn tại, không đến mức đối cái khác đạo binh tất cung tất kính. Làm sao? đối phương tại thanh y trên thân, cảm nhận được một cổ đến từ chí cao phương diện uy áp, loại kia uy áp, không phải tầm thường tuyệt thế đạo binh có thế có. Thần Phong có thế kết luận, trước mắt vị này lai lịch tuyệt không đơn giản. Thanh y nghe vậy, gần sóng liếc đối phương liếc mắt, lão phu thanh y, người tức là tôn thượng đạo binh, không cần quá câu nệ. Tiền bối nói rất đúng. Thần Phong cười làm lành nói. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong ngôn ngữ vẫn là tràn đầy kính sợ nhìn đến đây thanh y cũng lười lại nói cái gì mà là nhìn về phía ngoại giới cát vàng trận này mặc dù không tính phức tạp nhưng là bảy trận thủ đoàn đã coi như là chân chính đăng đường nhập thất nghĩ đến minh hà thần quân thời kỳ toàn thịnh nên là một vị không kém trận đạo tông sư hắn quan sát rất nhiều về sau có chút công nhận gật đầu trận đạo tông sư chỉ là một đơn giản xưng hô mà thôi nhưng có thể để cho đều bằng vào vì đăng đường nhập thất minh hà thần quân trận đạo tu vi đã là có thể thấy được chút ít chìm trường thanh trên mặt có chút chấn kinh không nghĩ tới minh hà thần quân trận đạo tu vi vậy mà như thế cường đại hắn là thật không có ngờ tới dù sao từ bắc ly thị tộc cho đến tin tức nhìn nhưng cho tới bây giờ không có đề cập minh hà thần quân có trận đạo phương diện thành tựu cứ việc trước mắt thế giới cát vàng tự xem không ra cái gì đồ vật nhưng đã thanh y đều nói như vậy vậy liền chắc chắn sẽ không có giả vị này bên trên cổ thánh binh tại trận đạo phương diện tu vi chính là bản thân cần ngưỡng vọng tồn tại có thế từ đây chờ tồn tại trong miệng nói ra đăng đường nhập thất bốn chữ minh hà thần quân trận đạo tạo nghệ đích thật là đủ để kiêu ngạo tiền bối phải chăng nhận biết trước mắt trận pháp chìm trường thanh hỏi thanh y cười nhạo thế gian trận pháp ngàn ngàn vạn vạn lão phu làm sao có thể toàn bộ đều nhận biết, hơn nữa, mỗi một cái thời đại đều có cổ xưa trận pháp biến mất, cũng có mới trận pháp sinh ra, lão phu tại hỗn loạn cấm khu đợi nhiều năm như vậy, thường cổ hoàng đình thời kỳ trận pháp mặc dù nhận ra, có thể về sau trận pháp lại là chưa từng. Không đợi chìm trường thanh nói chuyện, hắn tiếp lấy hướng xuống bổ sung. Nhưng chư thiên trận pháp trăm sông đổ về một biển, dù cho là bảy trận phương pháp có chút sai lệch nhưng trên bản chất là không có cái gì khác biệt, dưới mắt các vàng thiên địa nên là một môn cùng loại với hư không giới trận pháp. Cần phải luận đến tinh diệu trình độ, cùng hư không giới kém không ít, tối đa chỉ có thể vây nhốt thần vương cùng với hơi yếu một chút thần chủ, nếu có thần chủ ngũ trọng trở lên lực lượng, nên là có thể trực tiếp đánh vỡ trận pháp. Thanh y thần sắc vững dưng Trước mắt trận pháp cực hạn, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra cái tám chín phần mười. Chìm trường thanh hỏi, như thế nói đến trước mắt trận pháp xem như thượng cổ di chỉ bên trong một khảo nghiệm. Nếu có thể đánh vỡ trận pháp lời nói, có lẽ mới thật sự là tiến vào thượng cổ trong di chỉ mặt. Tôn thượng suy đoán có mấy phần đạo lý. Vậy nếu như là có thần chủ ngũ trọng cường giả tiến vào, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp dùng mang lực phá trận? Chìm trường thanh nghĩ tới phương diện khác. Thanh y lắc đầu, sự tình không phải tôn thượng nghĩ đơn giản như vậy, kỳ thật khi tiến vào thường cổ di chỉ thời điểm lão phu liền đã cảm giác được không đúng bây giờ lại nhìn các vàng thiên địa trận pháp đã là có thể xác định một chút đồ vật rồi tiền bối thỉnh giảng ngoại giới vách núi cửa vào nên cũng là một cái trận pháp trận pháp kia chính là ngăn cản thần chủ phương diện cường giả tiến vào đơn giản tới nói có thể vào này thường cổ di chỉ chỉ có thần chủ trở xuống tu sĩ mới được một khi tu vi tiến vào thần chủ phương diện liền không thể tiến vào thượng cổ di chỉ bên trong, trừ phi có thể đánh vỡ trận pháp hạn chế. Thanh y nói đến đây, tiếp theo gần sóng cười một tiếng. Một vị có được không tầm thường trận pháp tạo nghệ thần quân, hắn bố trí xuống trận pháp, trừ phi là ngang nhau cảnh giới cường giả, không phải rất khó đánh vỡ. Bây giờ chư thiên bên ngoài lấy thần chủ vi tôn, trên lý luận là không có ai có thể bài trừ trận pháp, không nhìn quy tắc xâm nhập nơi này. Chìm trường thanh nghe vậy, Lúc này mới phản ứng lại. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Thần Phong lại là một mặt kính để nhìn xem Thanh Y trận pháp gì không trận pháp, hắn là một chút cũng nhìn không ra. Mà lại, đối phương lúc nói chuyện, kia cổ xem thần chủ thần quân như bình thường ngữ khí, càng làm cho hắn cảm thấy bội phục không thôi. Tiền bối không hổ là tiền bối, không biết ta lúc nào tài năng có được như thế khí độ. Thần Phong trong lòng thầm thở dài, thần binh cùng thần binh ở giữa chênh lệch có đôi khi cũng là rất lớn bản thân chỉ là bát phẩm đạo binh nếu như là tại địa phương khác đã coi như là tồn tại cường đại rồi có thể tại vị này thanh y tiền bối trước mặt lại là tính không được cái gì có thể bằng vào uy áp liền để hắn sinh lòng thần phục rất có thể là thập nhị phẩm tầng thứ đỉnh tiêm đạo binh cũng chỉ có cấp độ này đạo binh mới có thể có được bất phàm khí độ tiền bối có hay không phương pháp phá trận Phương pháp phá trận tự nhiên là có, trên thực tế, trận này bản thân liền ẩn chứa có phá trận biện pháp. Nhưng bây giờ cần rời đi thần phong cổ chiến xa, chân chính tiến vào các vàng trong trời đất, lão phu tài năng kết luận một hai. Cũng tốt, để chúng ta tự ra đi xem một chút đi. Chìm trường thanh gật đầu. Sau đó, hắn cùng thanh y thân hình đều là trực tiếp biến mất ở trong đại điện, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã xuất hiện ở ngoại giới. Cùng phong gào thét. Các vàng đầy trời. Vào mắt thấy hết thảy đều là màu vàng kim hạt cát, giống như trong không đến cuối sa mạc bình thường. Tại bọn hắn rời đi đại điện đồng thời, thần phong cổ chiến xa cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa hiện ra áo xám lão nhi bộ dáng, một mực cung kính đứng tại hai người bên cạnh. Thanh y không nói gì, mà là chắp tay yên lặng đánh giá hết thảy chung quanh, tự như là muốn xem ra manh mối gì. Đối với lần này, chìm trường thanh cũng không có quấy rầy tương tự là quan sát đến hết thảy chung quanh đối phương đã nói đây là một phương trận pháp vậy khẳng định là trận pháp không thể nghi ngờ mình bây giờ nhìn không ra manh mối gì chỉ có thể nói rõ trận pháp tu vi không đủ nếu như có thể nghiên cứu kỹ ra điểm đồ vật lợi nói đối tự thân cũng có ích lợi một lát sau thanh y nói tôn thượng chờ một lát một lát lão phu đi một lát sẽ trở lại vứt xuống một câu hắn trực tiếp ngự không hướng lên trời khung trên không mà đi đợi đến đi tới thiên địa chí cao vị trí thời điểm lại hướng lấy phía dưới quan sát lúc hết thảy tất cả đều là thu hết tại đáy mắt không sai quả nhiên là không sai thanh y vừa nhìn vừa là gật đầu khen ngợi sau một lúc lâu hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa trở lại chỗ cũ chìm trường thanh lại là sớm đã chờ đã lâu trận này lão phu đã hiểu rõ không sai biệt lắm nếu là đoán không lầm lời nói phá trận biện pháp nên là có ba cái. Chương 429, Trận Linh Nhân tộc trấn thủ xứ cái nào ba cái? Chìm trường thanh hỏi. Lấy thanh y thủ đoạn nhìn ra các vàng thiên địa sơ hở, không phải là cái gì vấn đề lớn. Đối phương dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ cường giả, mà lại sau minh hà thần quân đều muốn cổ lão rất nhiều, dĩ nhiên không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Thanh y nói, này phương trận pháp nội ứng cho là thai ngán có trận linh tồn tại, trận linh trên thân tự có phá trận thời cơ, sở dĩ phương pháp thứ nhất chính là chém giết trận linh, trận linh vừa chết trận pháp tự phá. Trận linh Chìm trường thanh sắc mặt nghi hoặc Hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Thanh y nói, trận linh tên như ý nghĩa chính là trận pháp chi linh, cùng loại với khí linh một dạng, chư thiên ở trong vô lượng thần tộc, nghiêm chỉnh mà nói chính là trận linh một loại, nhưng không phải sở hữu trận pháp đều có thể thai ngán linh trí. Trận pháp muốn dựng dục ra trận linh, nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc dù không phải nói cổ xưa trận pháp đều có thể thai ngán trận linh, nhưng thời gian tồn tại càng là xa xưa trận pháp, dựng dục ra đến trận linh xác suất chính là càng cao. Chìm trường thanh gật đầu. Trận linh. Hắn hiện tại xem như minh bạch rồi. Như thế nói đến, nếu là vô lượng thần tộc đi vào lời nói, chẳng lẽ không phải tiên thiên bên trên liền chiếm cứ có ưu thế? Tất cả mọi người là trận pháp thai ngán mà ra sinh linh, hẳn là sẽ có một ít cộng đồng chủ đề đi. Thanh y lắc đầu, chưa hẳn sẽ có cái đó ưu thế, mặc dù đều là cùng là trận linh, có thế cả hai cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp, tài thượng cổ di chỉ trận linh trong mắt, hết thảy tất cả ngoài lai sinh linh đều là người xâm nhập. Liền xem như cùng là trận linh, ở trong mắt chúng cũng là địch nhân nguyên là như thế chìm trường thanh hiểu rõ sau đó hắn nhìn về phía các vàng thiên địa tiếp theo hỏi như vậy trận linh tồn tại ở địa phương nào trận linh không phải tử vật hắn sẽ bản thân xu thế các tránh hại bây giờ trận linh nên là trốn ở cái nào đó địa phương bí ẩn yên lặng quan sát lấy chúng ta muốn tìm được trận linh cũng không dễ dàng nếu là tinh thông trận pháp tu sĩ có thể thông qua trận pháp quỷ tích tìm kiếm. Nếu như không tin thông trận pháp lời nói, muốn tìm kiếm trận linh cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cơ duyên. Thanh Y nói. Trừ trận linh bên ngoài, cái thứ hai phương pháp phá giải chính là lĩnh hội trận pháp bản nguyên. Đến lúc đó trận pháp tự nhiên là sẽ phá giải. Trận pháp bản nguyên. Chim Trường Thanh nhướng mày. Thanh Y nói, vẫn là câu nói kia. Trận này mục đích chủ yếu chính là vì khảo nghiệm kẻ đến sau mà không phải muốn đem sở hữu kẻ đến sau đều cho đều tru sát, sở dĩ trận này vậy cùng tầm thường sát trận khốn trận khác biệt. Trận này ở trong thai ngán có trận pháp bản nguyên, nếu như tu sĩ dị bẩm thiên phú lời nói, vừa ý thần dung nhập thiên địa bên trong, từ đó ngộ ra trận pháp bản nguyên, đến lúc đó trận pháp tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị phá giải. Đồng thời có thể ngộ ra trận pháp bản nguyên người, có thể minh ngộ trận này tinh túy. Xem như tại trận đạo phương diện có chút hứa thành liền, đối với một chút tại trận đạo phương diện có thiên phú người, cũng coi là một cái không sai cơ duyên. Xem ra Minh Hà Thần Quân chọn lựa chân chính đạt được truyền thừa tu sĩ, chính là phi thường minh sát rồi. Chìm trường thanh nhìn qua các vàng thiên địa, trong lòng đã là minh bạch. Từ thanh y nói hai cái phá trận phương pháp bên trong, cái trước chính là có người có vận may lớn, có thể ở mênh mông trong thiên địa tìm kiếm được trận linh chỗ, coi là phúc phận thâm hậu. Cái sau lời nói, thì là tại trận đạo phương diện có được không sai thiên phú. Có thể tìm hiểu trận pháp bản nguyên. Đến như loại thứ ba. Liền xem như thanh y không nói, hắn đại khái cũng có thể minh bạch. Đơn giản chính là tuyệt đối thủ đoạn phá trận, bất tuân theo minh hạ thần quân thiết lập bên dưới quy tắc. Quả nhiên. Làm chìm trường thanh suy nghĩ dâng lên thời điểm, thanh y chính là hợp thời mở miệng, loại thứ ba phương pháp chính là rất đơn giản, chính là lấy mạnh hơn trận pháp tu vi lấy trận phá trận tướng tới hắn tan rã lúc kia trận pháp tự phá tiền bối có chắc chắn hay không trực tiếp phá trận lão phu tự nhiên là có nắm chắc chỉ là thần quân bày ra trận pháp mà thôi làm sao có thể làm khó được lão phu thanh y chắp tay ngạo nghễ cười cười trận đạo chính là niềm kiêu ngạo của hắn hắn thấy chìm trường thanh mang theo giọng nghi ngờ hỏi mình đã là biến tướng vũ nhục vậy liền làm phiền tiền bối phá trận rồi. Chìm trường thanh sắc mặt tôn kính nói một câu. Việc nhỏ ngươi. Thanh y khoát tay áo, chợt chính là hướng phía trước bước ra mấy bước, nhìn xem trước mặt các vạn khắp nơi thiên địa, tay phải đột nhiên duỗi ra, hướng về không gian huy động. Hư không bày trận. Một màn này, chìm trường thanh tự nhiên rất quen thuộc. Mặc dù nói hư không bày trận chính là lục bình không rễ cách làm. Vốn dĩ trận phá trận lời nói, căn bản không cần cái gì quá rườm ra thủ đoạn, chỉ cần khắc họa ra một cái trận pháp càng mạnh mẽ, cưỡng ép đem trước kia trận pháp tan rã là được. Mặc dù hắn bố trí không ra loại kia tầng thứ trận pháp, có thể tương ứng tri thức lại là hiểu rõ. Theo thanh y động tác càng lúc càng lớn, chỉ thấy hào quang nhỏ yếu khi hắn quanh thân nổi lên. Đường nét phát họa. Một phương trận pháp hình thức ban đầu đã là hiện ra. Trong chốc lát, các vàng thiên địa chấn động không thôi. Cùng lúc đó, tại cái nào đó bí ẩn xó xỉnh bên trong, một đầu phủ phục ở nơi đó. Giống như các vàng ngưng tụ mà thành đáng sợ cự thú, bây giờ lại là đột nhiên mở mắt ra, xích hồng bạo ngược không tự chủ được giống như hiện lên ra tới. Có sinh linh phá trận. Muốn chết. Gầm thét thanh âm vang lên, nháy mắt liền có thể thấy các vàng cạn quét mà lên, hóa thành màu vàng cùng phong thông thiên triệt địa âm âm. Như vậy đại hoàng các thiên địa rung rẩy kịch liệt. Chỉ thấy mấy đạo vòi rồng cùng phong, từ thiên địa bốn phương tám hướng mà lên, hướng về chìm trường thanh vị trí cuốn tới. Xem ra trận linh là phát giác được uy hiếp, có chút không kiềm chế được. Nhìn qua kia thông thiên triệt địa cùng phong. Chìm trường thanh sắc mặt vững dưng. Trận linh theo trận pháp mà sinh, hiện tại phát giác được trận pháp bị phá, tự nhiên là không có khả năng nhìn được bất quá. Các vàng thiên địa dựng dục trận linh, nên chắc là sẽ không quá cường đại. Thanh y nói qua. Này các vàng thiên địa tồn tại ba loại phá trận phương pháp, còn có bởi vì ngoại giới hạn chế duyên cớ, dẫn đến thần chủ phương diện cường giả không thể tiến vào. Nói cách khác. Thần chủ không vào, nhưng lại muốn để tu sĩ có được chém giết trận linh lực lượng, như vậy trận linh thực lực nên chỉ là thần vương phương diện mà thôi. Không đúng trận linh lực lượng giống như không có đến thần vương phương diện chìm trường thanh nhướng mày bản thân kém chút bị kia thật lớn thanh thế hù dọa nhưng chân chính cảm giác bên dưới lời nói liền có thể phát hiện trận linh lực lượng đại khái bên trên chỉ ở vào nửa bước thần vương giai đoạn mà thôi liền xem như thần vương cảnh đều không thể tiến vào bực này tình huống để hắn hơi kinh ngạc không phải là bởi vì trận linh thực lực quá mạnh mà là có chút quá yếu chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, bản thân một cái tay liền có thể tùy tiện ấn chết. Nhưng rất nhanh. Chìm trường thanh lại là thoải mái. Nửa bước thần vương tầng thứ trận linh, đối với mình tới nói không tính là gì, nhưng đối với cái khác thần cảnh tu sĩ mà nói, đã là nhân vật cực kỳ mạnh rồi. Lại nói. Trận linh có được trận pháp che chở, liền xem như thực lực yếu đuối, như muốn tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng từ mặt bên bên trên cũng có thể càng thêm kết luận một việc. Minh Hà thần quân bày ra trận này, không phải là vì giết người, vẹn vẹn vì khảo nghiệm thôi. Sâu kiến, muốn chết. Chấn động thiên địa tiếng trống giận dữ âm, tại trong cuồng phong quanh quẩn không thôi. Chìm trường thanh thuận thanh âm nhìn lại, có thể thấy được cuồng phong sau lưng là một đầu cát vàng tạo thành đáng sợ cự thú, ngay tại hướng về bản thân đánh tới chớp nhoáng. Chỉ liếc mắt, hắn liền có thể kết luận cự thú thân phận. Trận Linh Tôn Thượng, không bằng giao cho để ta giải quyết đi. Thần Phong giờ phút này sung phong nhận việc. Hắn cảm giác mình nhất định phải làm chút gì đó, tài năng hiển lộ rõ ràng ra bản thân tác dụng. Nếu không, đường đường bác phẩm đạo binh bản thân, rất có thể sẽ triệt để mất đi tác dụng. Vừa lúc các vàng thiên địa xuất hiện trận linh thực lực bình thường. Bản thân tuy là phụ trợ đạo binh, nhưng bằng mượn bên trong ẩn chứa lực lượng, đối phó một cái khu khu nửa bước thần vương, nên là không có vấn đề gì. Chìm trường thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng tốt, vậy liền giao cho ngươi tới giải quyết đi. Định không nhường tôn thượng thất vọng. Thần phong dững dưng cười một tiếng, sau đó bước ra một bước, chớp mắt bày biện ra bản thân bản thể, hóa thành chiến xa bằng đồng thau, hướng về lưu quan hướng về cuồng phong ngập vào. Quanh đáng sợ lực trùng kích, mảnh nhưng ở giữa đánh vào cuồng phong ở trong. Chớp mắt. Kia cổ thông thiên triệt địa cuồng phong. Thật giống như gặp phải một cổ không thể ngăn cản lực lượng bình thường, bỗng nhiên chính là tiêu tán ra, lại dư âm không ngừng giống như hướng về tứ phía tám phương hào hạo hạo đảng đảng. Không được. Các vàng cự thú thấy cảnh này, mặt mũi dữ tận lập tức đại biến. Nó vốn cho rằng người xâm nhập thực lực không mạnh, cho nên mới sẽ nghĩ đến lấy trận phương pháp phá trận, đến tan rã các vàng thiên địa. Nhưng hôm nay chỉ là một chiếc chiến xa bằng đồng thau, liền có thể tùy tiện phá giải thế công của mình, kia cổ phát ra dư âm khí thế, để cho nội tâm dân lên một loại đại khủng bố cảm giác. Không thể địch lại. Trước mắt chiến xa bằng đồng thau, tuyệt không phải mình có thể chống lại. Sở dĩ. Tại mắt thấy chiến xa bằng đồng thau thẳng hướng bản thân thời điểm, các vàng cự thú phản ứng đầu tiên không phải đối kháng, mà là trốn vào từ từ các vàng bên trong, trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất. Chạy trốn. Chiến xa bằng đồng thâu động tác một bữa, một lần nữa huyển hóa thân hình, nhìn xem vô ảnh vô tung biến mất các vàng cự thú, mặt mò không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới, các vàng thiên địa trận linh sẽ sợ đến trình độ này, chính mình mới vừa mới động thủ. Còn không có hoàn toàn làm nóng người, đối phương liền đã chạy trốn, bây giờ các vàng cự thú trốn vào các vàng bên trong, mặc cho thần phong như thế nào cảm giác, đều mảy may bắt giữ không đến đối phương hành tung. Nghiêm túc tìm kiếm mấy lần về sau, thần phong hậm hực mà quay về. Thánh tử, thuộc hạ vô năng, để trận kia linh cho trốn. Hắn trên mặt có chút không có ý tứ. Trước mặt mình lời thề son sắc, kết quả hiện tại vừa đối mặt, liền để đối phương cho chạy trốn, quả thực là có chút mất mặt. Chìm trường thanh khoát tay, vô sự, nó trốn liền trốn đi vấn đề không lớn đây là đối phương địa bàn thân là trận linh muốn chạy trốn chính là không thể dễ dàng hơn được rồi nếu như trận linh không có thủ đoạn như vậy làm sao có thể làm một tôn thần quân truyền thừa người khảo nghiệm tương phản nếu như thần phong có thế tùy tiện đem chém giết mới thật sự là quái sự sở dĩ trận linh đào tẩu kỳ thật cũng ở đây dự liệu của hắn ở trong hơn nữa Hiện tại có thanh y lấy trận phá trận, trận linh trốn không trốn đi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ thấy bây giờ theo đối phương hư không khắc trận, một phương trận khuếch đã là càng thêm rõ ràng, hai phe trận pháp lẫn nhau xung đột bên dưới. Quanh mình hư không ngay tại kịch liệt chấn động, phản phất tùy thời đều muốn vỡ vụn bình thường. Chương 430, Chân Chính Sinh Linh nhân tộc trấn thủ sứ, xong rồi. Theo cuối cùng một đạo trận văn rơi xuống, thanh y lập tức thu hồi thủ trưởng, mặt dạ bên trên toát ra gần sóng tiếu dung. Hắn hiện tại lực lượng chưa từng khôi phục bao nhiêu, có thể bằng vào bản thân nội tình bày ra một trận, không phải một chuyện dễ dàng. May mà. Trận pháp chung quy là xong rồi. Bản thân không cần mượn dùng chìm trường thanh lực lượng, liền thành công hoàn thành trước mắt trận pháp. Làm trận pháp thành hình chớp mắt, chỉ thấy sóng gợn vô hình lấy trận pháp làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra âm âm gợn sóng đi tới địa phương có thể thấy được không gian im ắng mẫn diệt các vàng tiêu tán lớn như vậy trận pháp đang bị một chút xíu tan rã rất nhanh một đầu các vàng cự thú từ các vàng bên trong thoát ra giống như như núi cao to lớn trong con ngươi đang nhìn kia cổ mẫn diệt không gian ba động lúc trong mắt đều là sợ hãi thần sắc trận pháp phá diệt. Nói rõ nó cũng muốn đi theo vẫn lạc. Không có người nào không sợ chết, dù cho là trận linh cũng giống như vậy. Nhưng mà, dưới mắt trận pháp phá diệt không thể cản phá, các vàng cự thú liền xem như muốn chạy trốn, cũng không có biện pháp gì. Thanh y chắp tay, hờ hững nhìn xem các vàng cự thú, ngươi nếu là nguyện ý thần phục, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không phải nguyện, liền đi theo trận pháp cùng nhau tan thành mây khói đi ta nguyện thần phục. Các vàng cự thú miệng nói tiếng người, cuốn quyết trả lời. Không thần phục liền phải chết. Nếu như có thể mạng sống, hắn tự nhiên không hy vọng bản thân đi chết, tốt. Thanh y gật đầu, trước kia trận pháp một sừng trực tiếp bị hắn cho lau đi, kia cổ hủy diệt ba động cũng là im bặt mà dừng. Ngay sau đó, hư không khắc hòa trận pháp tán loạn, các vàng thiên địa một lần nữa diễn sinh không đến một lát liền đã lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tiền bối đây là. Chìm trường thanh sắc mặt không hiểu. Dưới mắt nếu như không phá trận lời nói, phía trước chẳng lẽ không phải là làm vô dụng công. Thanh y đạm cười, lão phu xem trận này linh tư chất không tệ, nếu như có thể vi tôn bên trên sử dụng lời nói, cũng không tính là lãng phí, mà chỉ cần đối phương nguyện ý thần phục lời nói, nó tự hành liền có thể thu hồi trận pháp, tôn thượng một dạng có thể phá trận. Thu phục. Chim Trường Thanh nhìn xem trước mặt các vàng cự thú, hắn ngược lại là không có nghĩ qua chuyện này. Rất đơn giản. Trận pháp không thể tùy tiện xê dịch. Mà các vàng cự thú cùng trận pháp đồng căn đồng nguyên, có ở đây không mang đi trận pháp tình huống dưới, liền xem như thu phục đối phương cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này, các vàng cự thú đã là hóa thành gần trưởng lớn nhỏ, trước kia như vậy thông thiên triệt địa thân hình khổng lồ đã là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy nó đi tới thanh y trước mặt, tứ chi quỳ xuống đầu lâu buông xuống, ông ông nói, các vàng khấu kiến tôn thượng. Ngươi thần phục người không phải lão phu, mà là hắn. Thanh y một chỉ bên cạnh chìm trường thanh. Thấy vậy, các vàng cử thú lại là đổi phương hướng, đối chìm trường thanh ông ông nói, các vàng khấu kiến tôn thượng. Nghe vậy, chìm trường thanh tạm thời không có trả lời, mà là nhìn về phía thanh y tiền bối liền xem như đưa nó thu phục lại có thể thế nào chỉ sợ cũng mang không đi à làm sao có thể mang không đi vô lượng thần tộc sinh linh có thể hành tẩu chư thiên tự nhiên là có hắn nguyên nhân thanh y khẽ lắc đầu tự tin cười nói như muốn mang đi rất đơn giản chỉ cần để trận pháp cùng bản thân triệt để tương dung như vậy nó liền có thể hóa thành chân chính chư thiên sinh linh tiếp theo không nhận bất luận cái gì trói buộc Tiền bối có biện pháp. Phương pháp đương nhiên là có. Thanh y gật đầu, sau đó nhìn về phía vẫn như củ quỳ trên mặt đất cát vàng cự thú, sắc mặt lần nữa khôi phục dững dưng, nói đến đây cũng là cơ duyên của ngươi, nếu không, ngươi vẫn cần ở chỗ này vô tận tuế nguyệt, cho đến triệt để tiêu vong. Trận pháp thai ngén linh trí, còn tính không được chân chính sinh linh, tự nhiên là cùng trận pháp cùng tồn tại. Trận pháp bất diệt, trận linh bất tử trận pháp như diệt trận linh tiêu vong liền xem như trận này chính là thần quân bày ra nhưng cũng không thể vĩnh cửu tồn tại lại có một đoạn thời gian trận pháp tự sẽ chậm rãi tiêu tán đương nhiên thời gian này có thể là muốn lấy trên trăm vạn năm qua kế dạng này thọ nguyên nếu như là đặt ở cái khác chư thiên sinh linh trên thân được cho vô thượng cơ duyên nhưng đối với trận linh tới nói lại không phải như thế trận pháp một thành trận linh liền cả đời không có trưởng thành khả năng liền xem như mấy trăm vạn năm cũng tốt thậm chí cả hàng ngàn vạn năm cũng được đều phải từ đầu đến cuối như một đợi tại một chỗ nào đó vượt qua cô quạng tuế nguyệt sau đó từng bước tiêu vong nhưng nếu có thể hóa thành chư thiên sinh linh mặc dù mất đi như vậy rất dài sinh mệnh nhưng có thể có tự do lại có bản thân trưởng thành khả năng một ngày kia nếu quả thật có thể vấn đỉnh cảnh giới cao hơn lời nói được hưởng thọ nguyên cũng không phải trở thành trận linh thời điểm có thể so sánh sở dĩ tại thanh y xem ra đây là các vàng cự thú cơ duyên đối phương bỏ nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào dài dằng dặc thời gian đổi lấy một cái có thể lột xác thời cơ đồng thời các vàng cự thú cũng giống vậy minh bạch bản thân sắp được cái gì dạng cơ duyên nó không nói gì thêm mà là vẫn như cũ cúi đầu phủ phục, biểu thị bản thân thần phục. Sau đó, liền gặp thanh y đưa tay phải ra ở trước mắt hư không kích thích, kia lập tức, giống như toàn bộ các vàng thiên địa trận pháp, toàn bộ đều chịu ảnh hưởng bình thường, tất cả trận văn tại thời khắc này đều hiển hiện ra. Tôn thượng có thể nghiêm túc nhìn một chút, nói không chừng có thể có một chút cảm ngộ. Kích thích trận pháp thời điểm, hắn cũng là mở miệng nói một câu. Nghe vậy, chìm trường thanh tập trung tinh thần nhìn đối phương động tác nửa điểm cũng không có buông lỏng hắn hiểu được đây là thanh y muốn chỉ điểm chính mình trận đạo tuy là bàn môn nhưng bất kỳ một đạo đi đến cực hạn cũng là có thể đăng phong đạo cực sở dĩ nếu có thể nhiều nắm giữ một môn thủ đoạn lời nói tại bản thân mà nói không có bất luận cái gì chỗ xấu chỉ thấy theo thanh y động tác lớn như vậy trận pháp hoàn toàn hiển hiện ra một khắc này các vàng thiên địa trận pháp huyền diệu không có bất kỳ cái gì giữ lại giống như đều là từng cái hiện ra ở trước mặt mọi người nhưng mà thần phong chính là đạo binh tại trận đạo không có đảm nhiệm hàng nghiên cứu liền xem như trận pháp huyền diệu hiển thị rõ ở trước mắt cũng nhìn không ra manh mối gì chỉ có chìm trường thanh mượn nhờ bản thân vốn có trận pháp tri thức tài năng chân chính minh ngộ một chút mánh khóe vô tận quan hoa hiện lên không ngừng hướng về các vàng cự thú thân thể vọt tới tại cổ lực lượng kia rót vào thời điểm có thể thấy được đối phương thân thể nhẹ nhàng run rẩy khí tức trên thân cũng là mãnh liệt không thôi giống như ngay tại một chút xíu thuế biến động dạng hồi lâu về sau các vàng cự thú thân thể hơi chấn động một chút chỉ thấy hắn trước kia giữ tận cự thú hình tượng đã là một chút xíu lột xác thành thiên địa đạo thể vô lượng thần tộc chìm trường thanh ánh mắt rơi vào trên người đối phương có chút lóe lên một cái hắn là lần thứ nhất nhìn thấy vô lượng thần tộc sinh ra không thể không nói đích thật là có được các loại huyền diệu rất hiển nhiên chân chính vô lượng thần tộc sinh ra nên sẽ không như trước mắt như vậy phức tạp dù sao không có khả năng mỗi một cái vô lượng thần tộc đều sẽ có ngoại lực tương trợ càng nhiều nên là bản thân cơ duyên đến chính là cùng trận pháp đem tan nhưng bất kể như thế nào dưới mắt các vàng cự thú đã không còn là đơn thuần trận linh, mà là một việc lấy sinh linh. Các vàng cảm ơn tiền bối điểm hóa, không biết tiền bối tục danh. Các vàng cự thú biến thành hoàng y trung niên. Giờ phút này đã là đối thanh y không người hạ bái. Thanh y thần sắc dững dưng, tên ta thanh y. Thanh y tiền bối. Các vàng lại là thi lễ, sau đó hắn mới là đối chìm trường thanh thi lễ một cái, dám hỏi tôn thượng tục danh. Tên ta chìm thanh y chìm trường thanh cũng là trả lời chìm thanh y bên cạnh thần phong nghe vậy sắc mặt rõ ràng sững sờ giống như chưa kịp phản ứng đồng dạng hắn có thể nhớ được thánh tử nên tên gọi bắc ly vấn thiên mới là khi nào đổi tên gọi là chìm thanh y rồi bất quá cứ việc trong lòng nghi hoặc thần phong cũng không có nói cái gì danh tự chỉ là một danh hiệu nói rõ không là cái gì đồ vật bất kể là bắc ly vấn thiên cũng tốt hoặc là chìm thanh y cũng được hắn hiện tại cũng đã nhận đối phương là chủ sở dĩ quan hệ cũng không lớn một bên khác chìm trường thanh đưa tay phải ra có huyền diệu ấn ký ngưng tụ mà thành ta cần trên người ngươi gieo xuống lạc ấn tài năng chân chính tín nhiệm cùng ngươi ngươi phóng khai tâm thần đừng có bất luận cái gì ngăn cản bằng không mà nói ấn ký liền sẽ mất đi hiệu lực nếu là ấn ký mất đi hiệu lực hậu quả như thế nào tin tưởng không phải ta nhiều lời đi ấn ký mất đi hiệu lực. Tự nhiên là một con đường chết. Các vàng mặc dù đợi lâu thượng cổ trong di chỉ mặt, nhưng là không phải người ngu, nói gần nói xa đều có thể nghe ra đối phương ẩn chứa ý tứ. Sở dĩ tại chìm trường thanh dứt lời thời điểm, chính là cung kính trả lời, thuộc hạ minh bạch. Tốt. Chìm trường thanh phất tay, liền đem tuyệt tâm ấn đánh vào thân thể của đối phương bên trong. Các vàng không phải tử vân dực bắt ly chấn loại kia đỉnh tim thần vương, mặc dù muốn cho đối phương gieo xuống tuyệt tâm ấn, cũng không cần đến tiêu hao bản nguyên trình độ, sở dĩ lần này gieo xuống tuyệt tâm ấn, chỉ là đơn giản nhất cấm chế mà thôi. Chỉ là một nửa bước thần vương, không có tiêu hao bản nguyên tất yếu. Rất nhanh. Tuyệt tâm ấn gieo xuống. Chìm trường thanh nói, ngươi đã là minh hà thần quân bày ra trận pháp thai ngán linh trí mà sinh, đối với này phương thượng cổ di chỉ phải chăng có cái gì hiểu rõ. Thu phục các vàng, vừa vặn có thể thông qua đối phương miệng, tìm hiểu một chút thượng cổ di chỉ sự tình. Nhưng mà, các vàng lại là lắc đầu, thuộc hạ từ dựng dục ra thế một khắc kia trở đi, vẫn bị hạn chế ở đây, đối với phương diện khác sự tình không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Như vậy như thế nào chân chính tiến vào thượng cổ di chỉ? Chìm trường thanh thay đổi cái vấn đề. Hắn vừa mới cũng là thuận miệng hỏi một chút, đối phương không rõ ràng, cũng là tại chính mình đoán trước ở trong các vàng nói chỉ cần thuộc hạ thu hồi trận pháp tôn thượng liền có thể tiến vào tầng tiếp theo nhưng tầng tiếp theo cụ thể là cái gì thuộc hạ cũng không rõ ràng rồi thành vậy trận pháp bại vậy trận pháp bản thân từ khi dựng dục ra linh trí đến nay liền không có rời đi trận pháp nửa bước sở dĩ hắn đối với lần này phương di chỉ sự tình thật sự là không có bao nhiêu hiểu rõ không được nói đối di chỉ hiểu rõ trình độ liền xem như đối với minh hà thần quân nghiêm ngặt tới nói cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Đây cũng là chuyện rất bình thường, ai sẽ theo bản thân tiện tay bày ra trận pháp trò chuyện nhiều như vậy. Có lẽ tại Minh Hà thần quân trong mắt, trận linh chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại thôi. Vậy chỉ thu khởi trận pháp đi, không cần lãng phí thời gian nữa rồi. Chìm trường thanh gận sóng nói. Thời gian lãng phí không ít, chưa chừng sẽ có những cường giả khác trước một bước đánh vỡ trận pháp hạn chế, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Hắn lần này đi vào, đã là phải nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không đạt được minh hạ thần quân tàn hồn. Cũng phải đem tạo hóa thần liên nắm bắt tới tay. Chương 431, Bác Trảo Hung Thú Nhân tộc trấn thủ sứ không có vấn đề. Các vàng gật đầu lĩnh mệnh, sau đó hắn chính là suy nghĩ khẽ động, lớn như vậy các vàng thiên địa từng bước sụp đổ tiêu tán đợi đến các vàng thiên địa tiêu tán đám người đã là đặt mình vào trong hư không mà ở cô quạng hư không phía trước có một tòa phản phất toàn bộ từ quan ngưng tụ mà thành đại môn xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong tôn thường chỉ cần tiến vào đại môn liền có thể tiến về tầng tiếp theo rồi các vàng nói vậy thì đi thôi chìm trường thanh bước đầu tiên hướng về quan môn bên trong đi đến Cùng lúc đó, thanh y hóa thành lưu quan, một lần nữa trở lại trong động thiên mặt. Nhìn không thấy bờ trong biển rộng, thời khắc có thể thấy được kinh đào hải lãng càng quét nhất lên, muốn đem hết thảy đều bao phủ lại rồi. Mà ở sóng cả mảnh liệt trên mặt biển, có một thuyền lá nhỏ, ngay tại theo sóng biển phiêu đảng. Thuyền con bên trên. chung Sơn Hạ đeo kiếm mà đứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước, thần niệm không ngừng khuếch tán ra, muốn tìm kiếm được phá cục thời cơ khi tiến vào đến thượng cổ di chỉ về sau hắn liền trực tiếp xuất hiện ở trong biển rộng cùng đi bản thân một đợt xuất hiện còn có không biết tài liệu gì chế tác mà thành thuyền con vào mắt thấy hết thảy trừ sóng biển bên ngoài chính là sóng biển không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật không đúng ngẫu nhiên trong biển sẽ có cự thú xuất hiện nhưng cũng không có mang đến ảnh hưởng gì lớn nơi đây nên là minh hà thần quân thiết lập một khảo nghiệm nhưng như thế nào phá trừ khảo nghiệm, chính là một cái trọng yếu vấn đề. Chung Sơn Hạ trao mày. Nói thật. Từ tiến vào nơi này mới thôi, đã là đi qua không ít thời gian, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới phá cục thời cơ. Không được nói phá cục. Liền xem như nửa điểm mánh khóe đều không tìm tới, không có cách nào. Trung Sơn Hạ mặc dù là tại kiếm đạo phương diện, có được không có gì sánh kịp thiên phú, có thể tại trận đạo phương diện lại là nhất khiếu bất thông. Hắn dù có thể phát giác được phương thiên địa này không giống bình thường, nhưng trong này khác biệt, nhưng lại nói không ra. Đã từng nếm thử ngự không? Có thể phía trên vầm trời có được cấm không lĩnh vực, bản thân cho dù có thế ngự không, nhưng là ngự không cao độ cũng là có hạn. Hơn nữa, biến cả trong không đến cuối cùng, nếu như không thể ngự không đến độ cao nhất định lời nói, căn bản không thể nhìn thấy thiên địa toàn cảnh, kể từ đó, ngự không mà đi chính là thuần túy lãng phí sức lực. Bởi vậy, Trung Sơn Hạ chỉ thôi động thuyền con mà đi, tức có thể giảm bớt tiêu hao, cũng có thể bảo toàn thực lực bản thân. Đột nhiên, phía trước có sóng biển nhấc lên, hướng về thuyền con nghiền ép xuống tới. Thấy vậy, Trung Sơn Hạ tay phải huy động, sắc bén chí cực kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem sóng biển một phân thành hai đầy trời thủy triều đập ầm ầm rơi xuống, mặc dù gây nên vạn trường sóng cả, nhưng lại không có ảnh hưởng đến thuyền con mảy may. Đóng. Có hung thú gầm thét truyền đến. Một đầu như núi lớn đáng sợ thân thể, từ dưới đáy biển phương dân lên, tự như là phát giác sinh linh khí tức một dạng, trực tiếp hướng về thuyền con đánh tới. Trung Sơn hạ đồng dạng vô vi mà thay đổi, vẹn vẹn vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chui vào dưới đáy biển phương. Trong chốc lát, tiếng trống giận dữ âm im bạc mà dừng đỏ thắm nhan sắc từ đáy biển hiện lên giống như là hung thú tập kích sự tình hắn đã không phải là lần thứ nhất đụng phải trước mắt thiên địa mặc dù quỷ dị nhưng là hung thú lại tính không được cường đại cho đến trước mắt sở hữu đụng phải hung thú bên trong cũng chỉ là thần cảnh cấp bậc mà thôi giống như là bực này cấp bậc hung thú ở trước mặt mình kỳ thực cùng sâu kiến không kém là bao nhiêu nhưng mà theo máu tươi hiện lên càng ngày càng nhiều lớn như vậy mặt biển đều giống như triệt để sôi trào lên giống như là có cái gì đồ vật nhảy xuống nước tự tử ngủ ở trong thức tỉnh bình thường khí thế cường đại dần dần khôi phục khiến cho sóng cả càng thêm kịch liệt có cường đại hung thú thức tỉnh chung sơn hà sắc mặt khẽ nhúc nhích vẽn vẹn từ nơi này cổ khí tức đến xem xuất thế hung thú thực lực nên không yếu liền xem như không vào thần vương cấp độ đoán chừng cũng là không kém nhiều lắm mặc dù thực lực như vậy vẫn như cũ không uy hiếp được bản thân, có thể đối so cái khác xuất hiện hung thú, đã là mạnh hơn quá nhiều. Sâu kiến Dám nhiễu ngô ngủ say Thanh âm trầm thấp vang lên, trong lời nói ẩn chứa có một cổ mảnh liệt chí cực sát ý, tiếp theo hơi thở. Liền gặp dưới mặt biển có bóng đen lấy cực nhanh phương diện tốc độ thăng, đợi đến bóng đen phá xuất mặt nước chớp mắt, có thể thấy được một đầu mọc đầy giác hút tráng kiện xúc tu. Mắt thấy xúc tu đánh tới, chung sơn hạ thần sắc không thay đổi tay phải kiếm chỉ chém xuống sắc bén lực lượng dễ như trở bàn tay giống như liền đem xúc tu chặt đứt phốc phốc máu tươi vẫy ra mặt biển kịch liệt sôi trào phía dưới có hung thú đau đớn gầm thét còn lại một nửa xúc tu trực tiếp hướng về mặt biển thu hồi cũng không chờ xúc tu hoàn toàn trở lại mặt biển thời điểm liền gặp được một con từ thần lực ngưng tụ mà thành đại thủ trực tiếp bắt lấy bị thương xúc tu sau đó dụng lực mạnh nhưng ở giữa nhắc tới, trong khoảnh khắc thì có thao thiên cự lãng nhất lên. Âm âm. Một đầu vạn trượng lớn nhỏ bát trảo hung thú, trực tiếp bị thần lực đại thủ từ đáy biển bên trong lôi kéo ra tới. Rống. Bát trảo hung thú tại thoát ly mặt biển thời điểm, còn lại bảy đầu xúc tu đều là điên cuồng vặn vẹo, lôi cuốn cường đại lực lượng hướng về chung sơn hạ cuốn tới. Nó đợi tại phương này hải vực vô số tuế nguyệt, chính là vĩnh hằng bá chủ, khi nào bị khát sinh linh trọng thương. Bây giờ thương thế trên người, đã là để đầu hung thú này có chút điên cuồng. Chỉ là lực lượng như vậy, ở trong mắt chung sơn hạ lại là hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng thấy sau lưng của hắn trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quan chói mắt phá toái hư không, tất cả xúc tu đều giống như ngưng trệ ở giữa không trung một dạng. Tiếp theo hơi thở, liền gặp tất cả xúc tu tận gốc đứt gãy, đại lượng huyết dịch như là mưa rào tầm tã giống như vẫy xuống xúc tu bị đoạn kịch liệt đau nhức vọt tới kia cổ đau đớn kịch liệt để bác trảo hung thú bị giết ý che đậy tâm thần đều là nháy mắt thanh tĩnh lại lại nhìn về phía chung sơn hạ ánh mắt lúc đã là tràn đầy sợ hãi không thể địch lại nó minh bạch lấy mình thực lực căn bản không phải trước mắt cái này sinh linh đáng sợ đối thủ minh bạch về sau bác trảo hung thú đỏ ngầu đôi mắt thần sắc hung ác trước kia bị thần lực đại thủ bắt được xúc tu lập tức bản thân thân bên trong đi ra ngoài không có xúc tu hạn chế nó kia như núi lớn thân hình khổng lồ liền muốn một lần nữa hướng về mặt biển rơi xuống nhưng mà không đợi hắn chân chính thoát đi chung sơn hạ đã là tay phải nắm chặt chui kiếm một kiếm hướng về phía trước vung ra giống như thực chất giống như kiếm khí vạch phá bầu trời trực tiếp từ bát trảo hung thú thân thể chém xuống. Âm âm. Chỉ thấy cái kia khổng lồ thân thể, giống như như là giấy hồ một dạng, tùy tiện ở giữa liền bị kiếm khí một phân thành hai, hai đoạn dập nát thân thể trực tiếp rơi xuống biển. Máu tươi nhuộm đỏ biến cả. Sóng biển ngập trời. Lớn như vậy thiên địa tự như là lâm vào tận thế bình thường, kịch liệt trung rẩy lên, trước kia hoàn chỉnh bầu trời cũng là một chút xíu tan rã tán loạn. Không gian đổ sụp nước biển tiêu tán toàn bộ thiên địa đều là tại từng bước sụp đổ chờ đến thiên địa hoàn toàn hỏng mất thời điểm chung sơn hạ liền phát hiện mình người đã ở tại một phương vô ngần giữa hư không tại chính mình phía trước có thể thấy được có ánh sáng môn đứng vững ở đó nhìn qua quan môn một chút hắn di chuyển bước chân hướng về quan môn đi đến này nên chính là minh hà lão quỷ chân chính truyền thừa địa phương đi bá thiên thần quân nhìn trước mắt rộng lớn thiên địa ánh mắt có chút nóng bỏng phía trước có trận pháp ngăn cản nếu như không phải mình có được minh hà thần quân lưu lại lệnh bài căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trong này bởi vậy hắn thấy cái khác tiến vào thượng cổ di chỉ tu sĩ nên đều sẽ bị tạm thời vây ở trận pháp một cửa ải kia cứ như vậy mình coi như là chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ còn dư lại chính là tại chỗ có tu sĩ phía trước tìm tới trong truyền thuyết tạo hóa thần liên sau đó từ thường cổ di chỉ bên trong rời đi cái gọi là thần quân truyền thừa bá thiên thần quân là không có chút nào để ở trong mắt tất cả mọi người là thần quân hắn không cho rằng minh hà thần quân có thế mạnh hơn chính mình bao nhiêu coi như thực sự đến đối phương truyền thừa tại bản thân mà nói có thể tạo được tác dụng cũng là không lớn chân chính có thể để cho để ý chỉ có kia đoạt thiên địa tạo hóa danh xưng có thể nghịch thiên cải mệnh tạo hóa thần liên chỉ cần có thể đạt được tạo hóa thần liên những thứ khác đều là chuyện nhỏ nhưng mà làm bá thiên thần quân thần niệm khuếch tán ra thời điểm lại phát hiện tự thân thần niệm trong này bị cực lớn trình độ hạn chế không gian bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều có một cổ cường đại uy áp hạn chế bản thân thần niệm khi hắn lần nữa lấy ra mở ra thượng cổ di chỉ lệnh bài lúc chỉ thấy lệnh bài ám đạm không ánh sáng giống như triệt để mất đi quan dây chi giống như. Hơi vừa dùng lực. Lệnh bài tự như cùng cho bụi giống như mẫn diệt tiêu tán. Phế vật. Bá thiên thần quân tức giận mắng một câu. Hợp lấy bản thân tân tân khổ khổ mở ra này phương di chỉ, chỉ là dẫn trước tại tu sĩ khác một bước mà thôi, bây giờ vào mắt thấy thiên địa rộng lớn vô biên. Lại thêm thần niệm nhận hạn chế, muốn tìm kiếm được tạo hóa thần liên, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện nghĩ tới đây. Hắn một bước ngự không mà lên, muốn hướng về phía trước thăm dò. Nhưng khi bá thiên thần quân ngự không nháy mắt, sắc mặt lại là đen nhánh xuống dưới. Chỉ thấy trên vòng trời truyền đến một cổ mãnh liệt uy áp, bản thân vừa mới ngự không, liền muốn tiếp nhận một cổ cực mạnh áp lực, cùng lúc đó, quanh mình không gian cũng là có cường đại lực cản, khiến cho ngự không tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá! Điều này cũng có một mặt bên tin tức tốt, đó chính là mình đã bị hạn chế tu sĩ khác đồng dạng sẽ bị hạn chế không đến mức chênh lệch quá nhiều liền để bản tọa nhìn một chút ngươi đến tột cùng là đem tạo hóa thần liên nấp ở chỗ nào đợi ngô tìm tới tạo hóa thần liên liền đưa ngươi phương thiên địa này cho hủy sạch sẽ bá thiên thần quân ánh mắt băng lãnh từ mở ra thượng cổ di chỉ đến bây giờ hắn cũng cảm giác rất khó chịu minh hà lão quỷ giống như cùng bản thân khắp nơi đối nghịch đồng dạng nếu không phải là có tạo hóa thần liên lời nói, hắn tuyệt sẽ không lưu tại nơi này. Thở sâu. Bá thiên thần quân đỉnh lấy trong hư không áp bách. Hướng về vô ngần thiên địa thăm dò. Ngay tại hắn thăm dò thiên địa thời điểm. Một bên khác. Bình tĩnh không gian bên trong bỗng nhiên có ánh sáng môn hiển hiện, làm ba cái thân ảnh từ quan môn bên trong đi ra thời điểm, quan môn chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là tầng thứ hai khảo nghiệm sao? chim trường thanh nhìn trước mắt rộng lớn thiên địa khắp nơi có thể thấy được sinh cơ bừng bừng nếu không phải là tin tưởng đây là thượng cổ di chỉ nội bộ lời nói hắn đều suýt nữa cho là mình đưa thân vào cái nào đó đại tộc thiên địa đối với trước mắt thiên địa thần phong ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì dị dạng ngược lại là các vàng tại nhìn thấy mặt tiền cảnh giống như thời điểm trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc hắn trước kia một mực đợi tại các vàng trong trời đất vào mắt có thể nhìn thấy trừ cát vàng chính là cát vàng, không có dư thừa một điểm đồ vật. Giống như là trước mắt cảnh tượng như vậy, xem như từ thai ngán linh trí đến nay, lần thứ nhất chân chính nhìn thấy. Chương 432, đứng đầu đại thiên thiên địa. Nhân tộc trấn thủ sứ Thanh Quang hiển hiện. Thanh y từ trong động thiên mặt ra tới, nhìn qua trước mắt thiên địa cảnh tượng, mặt dạ bên trên có một chút kinh ngạc, Minh Hà thần quân thủ bút không nhỏ, lại lấy một phương đứng đầu đại thiên thiên địa làm căn cơ, đem làm truyền thừa chi địa. Đứng đầu đại thiên thiên địa. Chìm trường thanh sắc mặt khẽ động. Hắn nhìn xem trước mặt thiên địa, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Dựa theo bản thân lúc đầu ý nghĩ, chỉ cho là đây là Minh Hà thần quân đơn độc mở ra tới một vùng không gian mà thôi. Nhưng nghe thanh y lời nói, lại không phải bình thường không gian đơn giản như vậy. Đại thiên thiên địa thì tộc dựng dục ra thế thiên địa cũng chính là cấp độ này mà thôi. đến như đứng đầu đại thiên thiên địa, sau bình thường đại thiên thiên địa còn muốn tới cường đại rất nhiều. Thanh Y nói, thiên địa cấp bậc kỳ thật rất dễ dàng phân biệt ra tới. tôn thượng chỉ cần nhìn hắn trong thiên địa quy tắc phải chăng hoàn chỉnh, không gian cường độ phải chăng cường đại, cùng với thiên địa mức độ bao la liền có thể phân chia ra tới. Thiên địa có tiểu thiên, bên trong ngàn cùng với đại thiên phân chia. Nhưng ba cái trong tầng thứ mặt, còn có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng với đỉnh tim bốn cái đẳng cấp phân chia. Liền nói Bắc Ly thị tộc thiên địa, chỉ có thể coi là hạ đẳng đại thiên thiên địa. Trước mắt thiên địa đã thuộc về đứng đầu đại thiên thiên địa. Nếu như là tại thượng cổ thời kỳ lời nói, có thể có được như thế cấp độ thiên địa chủng tộc, nói ít cũng là có được thần chủ trấn giữ thần tộc theo lão phu đến xem phương thiên địa này rất có thể là minh hà thần quân trước kia chủng tộc thiên địa đương nhiên coi như không phải hắn chủng tộc chỗ thiên địa vậy nhất định là một phương nào thần tộc thiên địa thanh y sắc mặt chắc chắn nói đại thiên thiên địa bản thân cũng không dễ kiếm đến đứng đầu đại thiên thiên địa muốn bồi dưỡng được đến càng không phải là dễ dàng như vậy trong đó không chỉ là cần hải lượng tài nguyên tích lũy càng là cần thời gian dài dằng dặc mới được đỉnh tiêm đại thiên thiên địa chim trường thanh tâm thần chấn động nói như vậy tạo hóa thần liên nên chính là tồn tại ở nơi này mà nơi đây cũng hẳn là chính là minh hà thần quân chân chính truyền thừa chỗ đang khi nói chuyện hắn nếm thử dùng bản thân thần niệm khuếch tán lại phát hiện chung quanh tồn tại nhất định áp chế để thần niệm nhận rất lớn hạn chế thần niệm nhận hạn chế đây chính là đỉnh tiêm đại thiên thiên địa uy năng sao chìm trường thanh sắc mặt ngưng nhiên thanh y nói đỉnh tiêm đại thiên thiên địa mặc dù uy năng bất phàm nhưng muốn nói có thể hạn chế tôn thượng thần niệm đến trình độ như vậy lời nói vậy thì có chút khoa trương nên là minh hà thần quân trước kia để lại thủ đoạn bố trí mặt khác tôn thượng lẽ ra có thể cảm nhận được phía trên không gian cũng là tồn tại cường đại uy áp như thế thủ đoạn cũng giống như vậy đến từ minh hà thần quân mới là bất quá phương diện này uy áp tại tôn thượng tới nói lại là không có cái gì lớn ảnh hưởng nói đến phần sau thanh y có ý riêng chìm trường thanh nội tâm hiểu rõ hỗn độn đạo thể không sợ uy áp minh hà thần quân lưu lại uy áp tự nhiên không ảnh hưởng tới chính mình nghĩ tới đây hắn nhìn về phía thần phong ngươi hiện ra bản thể mang ta du lịch thiên địa nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được tạo hóa thần liên vâng Thần Phong gật đầu, sau đó liền bày biện ra chiến xa bằng đồng thau bản thể. Sau đó, Chim Trường Thanh lại nhìn về phía Các Vàng, ngươi là muốn lưu tại Nguyên Địa chờ, hoặc là cùng ta cùng nhau đi tới? Thuộc hạ cùng tôn thượng cùng nhau đi tới đi. Các Vàng không nghi ngờ gì, không chút nghĩ ngợi trả lời. Chim Trường Thanh gật đầu, trước một bước lên thần phong cổ chiến xa, Các Vàng theo sát phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy chiến xa bằng đồng thau ngự không mà lên. Cùng một thời gian, chiến xa nội bộ, các vàng sắc mặt đột biến, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa như là đang chịu đựng cái gì áp lực cường đại. Nhìn thấy hắn bộ dáng, chim Trường Thanh lắc đầu, ngươi vẫn là tại nguyên chỗ chờ, hoặc là bản thân lịch luyện một phen, đợi đến từ thượng cổ di chỉ bên trong ra tới. Ta sẽ tại Minh Hà trong dãy núi chờ ngươi. Thuộc hạ để tôn thượng thất vọng rồi các vàng sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới trong hư không uy áp đúng là cường đại như thế lấy mình bây giờ thực lực muốn ngăn cản đều là gian nan phi thường nếu như là thời gian dài tiếp nhận cổ uy áp này lời nói nhục thân nhất định là muốn hỏng mất lại một lần nữa các vàng cảm nhận được thực lực mình yếu đuối đây là ngọc truyền tinh phù rời đi thường cổ di chỉ về sau ngươi có thể thông qua vật này cùng ta liên hệ chìm trường thanh tiện tay lấy ra một khối ngọc truyền tin phù giao đến trong tay đối phương các vàng nhận lấy ngọc phù sau đó rồi rời đi chiến xa bằng đồng thau chờ đến hắn rời đi về sau chiến xa bằng đồng thau hóa thành lưu quang đảo mắt chính là biến mất ở chỗ cũ cùng các vàng khác biệt thần phong cổ chiến xa nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không thuộc về sinh linh mà là thuộc về đạo binh nếu là đạo binh tự nhiên không có khả năng nhận trong cõi u minh uy áp hạn chế nhưng vấn đề ở chỗ đạo binh không nhận uy áp hạn chế nhưng chấp chưởng đạo binh người lại nhận uy áp hạn chế đây chính là vì cái gì tồn tại ở chiến xa bằng đồng thâu nội bộ cát vàng sẽ cảm nhận được kia cổ không chịu nổi áp bách bây giờ cát vàng rời đi chìm trường thanh bản thân có được hỗn độn đạo thể hoàn toàn không sợ trong hư không kia cổ cường đại uy áp có thể tùy ý thôi động chiến xa phi nhanh lấy cực nhanh tốc độ ở thiên địa hành tẩu quan môn hiển hiện có toàn thân chiến xa màu vàng ống từ trong mặt hiện lên ra tới không nghĩ tới thượng cổ di chỉ nội bộ lại có một phương đứng đầu đại thiên thiên địa tồn tại minh hà thần quân không hổ là đỉnh tim thần quân quả nhiên là đại thủ bút thánh thần tử sắc mặt bình tĩnh hiện tại cũng là có mấy phần kinh ngạc đỉnh tim đại thiên thiên địa liền xem như chư thiên vạn tộc sở hữu trong thần tộc có thể có được cấp độ này thiên địa thần tộc, cũng là không có bao nhiêu. Đương nhiên rồi. Thánh thần tộc tự nhiên là tại số lượng không nhiều trong hàng ngũ. Dù sao cũng là đỉnh tim thần tộc, nội tình không tầm thường thần tộc có thể sánh ngang. Nguyên nhân chính là hắn hiểu rõ đứng đầu đại thiên thiên địa, sở dĩ tại nhìn thấy phương thiên địa này chớp mắt, liền đã nhận ra thiên địa bản chất. Làm thánh thần tử nếm thử khuếch tán thần niệm thời điểm, lông mày hơi nhíu lại, có thể áp chế thần niệm, xem ra là Minh Hà thần quân lưu lại thủ đoạn, nó mục đích là vì phòng ngừa tiến vào nơi đây tu sĩ. Quá nhanh tìm tới tạo hóa thần liên. Hắn không xác định Minh Hà thần quân lưu lại hạn chế nguyên nhân là cái gì, nhưng hẳn là cùng bản thân phỏng đoán không sai biệt lắm. Liền xem như đứng đầu đại thiên thiên địa như thế nào rộng lớn, thật muốn đối mặt một tôn thần vương lợi nói, muốn đem thiên địa hoàn toàn lật cái úp sấp, cũng không phải khó khăn gì sự tình chỉ cần tiêu tốn thời gian hơi nhiều một chút vậy liền không có vấn đề nhưng bây giờ khác biệt có cổ này hạn chế thần niệm lực lượng liền xem như thần vương muốn khắp nơi tìm thiên địa đều không phải dễ dàng như vậy bất quá thánh thần tử cũng không có quá nhiều để ý có hạn chế cùng không có hạn chế hắn thấy đều là không có khác biệt lớn nhiều lắm thì cho mình gia tăng một chút độ khó mà thôi ở tại nhìn tới thượng cổ di chỉ bên trong thần quân truyền thừa nhất định là thuộc về mình. Nghĩ tới đây. Liền gặp được hoàng kim chiến xa ngự không mà lên. Nháy mắt, mãnh liệt uy áp nghiền ép xuống tới, để thánh thần tử nhíu mày. Nhưng hắn cũng không có để ý, định lấy cổ này cường đại uy áp, khu động hoàng kim chiến xa tiến lên. Đáng tiếc, vương thú khi tiến vào thượng cổ di chỉ thời điểm, bị thần quân lực lượng Na-di đi rồi. Phải có vương thú kéo xe lời nói, dạng này không gian lực cản tính không được cái vấn đề lớn gì. Vương thú. Chính là phía trước kéo xe hung thú. Kia là thánh thần tộc tốn hao không ít khí lực, vừa rồi bồi dưỡng ra được thần vương cấp bậc hung thú. Nhưng cũng tiếc chính là. Vương thú khi tiến vào thượng cổ di chỉ thời điểm, liền bị thần quân lực lượng na di đi, đoán chừng là đắp lên cổ di chỉ ngộ nhận là, đối phương cũng là xâm nhập nơi này muốn có được truyền thừa tu sĩ làm cửa thứ nhất trận pháp khảo nghiệm có bao nhiêu khó thánh thần tử lại là quá là rõ ràng rồi lấy đất vương thú thực lực cùng với không có cái gì phát dục đơn giản đại não muốn xông qua trận pháp là không có cái gì khả năng hiện tại hắn chỉ có thể là nhìn đợi đến thượng cổ di chỉ kết thúc về sau vương thú có thể hay không bị trực tiếp phóng xuất nếu như không thể lời nói đầu kia thần vương cấp bậc hung thú liền xem như không có đổi lại thế lực khác lời nói tổn thất một đầu thần vương cấp bậc hung thú, nhất định là đau lòng không dứt. Nhưng đối với thánh thần tộc tới nói, tổn thất một đầu thần vương hung thú, mặc dù cũng sẽ cảm thấy một chút đau lòng, nhưng là tính không được cái vấn đề lớn gì. Trong lúc đó, thánh thần tử vậy nếm thử dùng ngọc truyền tinh phụ, đến liên hệ tiến vào thường cổ di chỉ cái khác thần vương, đáng tiếc là, tin tức truyền đi như là đá chìm đáy biển bình thường, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền lại trở về. Bực này tình huống cũng chỉ có một khả năng, đó chính là phương thiên địa này đồng dạng hạn chế Ngọc Phù đưa tin. Đối với lần này, hắn cũng không có để ý tới quá nhiều. Liền xem như không có thánh thần tộc cái khác thần vương tương trợ, mình nhất định có nắm chắc quét ngang chư địch, đạt được mong muốn đồ vật. Quanh thương thiên đại thụ sụp đổ xuống tới. Dẫn tới rất nhiều to lớn chim bay chạy trốn. Làm đại thụ rơi đập ở trên mặt đất thời điểm, lập tức phát ra đinh tai nhức óc giống như tiếng oanh minh âm. Đóng. Hung thú gầm thét gầm hiếu, tự như là đang cùng cái gì đồ vật ngay tại chiến đấu. Chỉ thấy tại sơn lâm bên trong, có cường giả đang cùng một đầu dữ tận đáng sợ hung thú ra sức chém giết. Đầu hung thú kia thân thể thân thể khổng lồ, mỗi một kích đều ẩn chứa có đáng sợ lực lượng, rung chuyển hư không băng liệt. Thần lực màu vàng ống mờ mịt. Tu sĩ giống như hóa thân vô thượng thần linh bình thường, tay phải nắm tay rơi đập đánh hung thú da tróc thịt bông khiến cho đối phương gầm thét kêu thảm không thôi nhưng lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản biện pháp oanh 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 dần dần đầu kia hung thú đáng sợ thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng huyết dịch như là giang hà như vỡ đê chảy xuôi động tác cũng là trở nên chậm chạp chờ đến tu sĩ cuối cùng một quyền hạ xuống sông nó kia đầu lâu to lớn ầm vang nổ bể ra đến thân thể không đầu đập ầm ầm rơi xuống mặt đất không còn có nửa điểm âm thanh muốn chết bá thiên thần quân nhìn xem không đầu hung thú thi thể sắc mặt vô cùng băng lãnh hắn không nghĩ tới bản thân mới vừa vào thiên địa không đến bao lâu tạo hóa thần liên cái bóng cũng không có nhìn thấy liền bị nơi đây hung thú tập kích trước mắt hung thú mặc dù là bị bản thân trấn sát nhưng biểu hiện ra thực lực cũng là để bá thiên thần quân có chút giật mình không nói những cái khác. Liền lấy nhục thân cường độ mà nói. Trước mắt đầu này vẫn là hung thú, liền có thể tương đương với thần vương đệ nhất cảnh cường giả. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bá thiên thần quân cũng là rất nhanh thoải mái. Đứng đầu đại thiên thế giới bản thân liền có thể không tầm thường, chớ nói chi là phương thiên địa này nói ít có hàng ngàn vạn năm không có sinh linh tiến vào. Bên trong tài nguyên phong phú thật dựng dục cái gì cường đại hung thú, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chương 433, một ngụm nuốt mất. Nhân tộc trấn thủ sứ thần phong cổ chiến xa hóa thành lưu quan, trong hư không bỏ chạy, chợt có cự điểu đằng không dương cánh, che khuất bầu trời. Khi như núi lớn cường hãn thân thể, giống như có thế không nhìn hư không uy áp, cùng với không gian trở ngại, tốc độ nhanh đến một cái trình độ kinh người, trực tiếp hướng về thần phong cổ chiến xa mảnh nhưng ở giữa va chạm mà tới. Tôn thượng ngồi vững vàng, thần phong thanh âm trầm thấp ở trong đại điện vang lên ngay sau đó liền gặp chiến xa bằng đồng thau chẳng những không có giảm tốc ngược lại là cùng cự điểu đụng vào nhau oanh chiến xa chấn động kịch liệt cự điểu rên rỉ một tiếng thân thể cao lớn từ hư không rơi xuống huyết dịch reo rắc bầu trời bao la không chết thần phong sắc mặt kinh ngạc vừa mới toàn lực kia va chạm lực lượng đáng sợ đến cỡ nào hắn lại là quá là rõ ràng rồi liền xem như một tòa vạn trượng cao phong, tại cổ lực lượng kia trước mặt, đều phải trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Nhưng mà, lực lượng như vậy tác dụng tại cử điểu trên thân, nhưng không có làm cho đối phương thân thể sụp đổ, vẻn vẹn bị một chút thương thế mà thôi. Mạnh mẽ như vậy nhục thân, để thần phong cảm thấy có chút chấn kinh. Mà ở kia cổ chấn động kịch liệt bên dưới, trầm trường thanh thân thể lù lù bất động, giống như vạn năm bàn thạch bình thường chờ đến cự điểu rơi xuống hư không về sau hắn mới chậm rãi mở miệng phương thiên địa này bản thân liền tồn tại áp lực thực lớn sinh tồn ở nơi này hung thú nhục thân thể phách sau bình thường hung thú cường đại kia là bình thường sự tình mà lại nơi này nên là từ thượng cổ thời kỳ về sau liền không có sinh linh tiến vào đám hung thú này ở đây an ổn sinh tồn đến nay có được cường đại lực lượng cũng là bình thường đại thiên thiên địa mà lại là đứng đầu đại thiên thiên địa dạng này trong thiên địa đến tột cùng ẩn chứa có bao nhiêu nội tình chính là có thể tưởng tượng được nếu như có thể đem phương thiên địa này hóa thành nhân tộc tất cả lời nói không cần nhiều thiếu niên trong nhân tộc liền có thể sinh ra một nhóm cường giả ra tới dù sao thiên địa cường đại hay không ở mức độ rất lớn quyết định sinh tồn ở giữa thiên địa sinh linh mạnh yếu bất quá những chuyện này trầm trường thanh cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi thật muốn đem một phương thiên địa na di đi, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Trước mắt thiên địa rộng lớn, không tầm thường thiên địa có thể so sánh. Liền xem như thần vương ở trước mặt, muốn na di cái này dạng một phương hạo hãn thiên địa, đoán chừng đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà lại, trong lúc đó động tĩnh tất nhiên cực lớn. Sở dĩ, ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, liền bị trầm trường thanh cho trực tiếp bỏ đi so với cái này không thiết thực ý nghĩ hắn càng muốn hơn đạt được tạo hóa thần liên chỉ là không biết tạo hóa thần liên đến cùng tồn tại ở vị trí nào thông qua chiến xa bằng đồng thau trầm trường thanh nhìn xem ngoại giới cảnh tượng vào mắt khắp nơi có thể thấy được vạn trường cao phong cũng có thể thấy cổ thụ kình thiên hết thảy tất cả đều giống như là nhân tộc trong thiên địa cảnh vật sau đó phóng đại mấy chục hơn trăm lần sau dáng vẽ luận đến nồng độ linh khí nơi này mặc dù không bằng tuyên cổ đại lục nhưng cũng là trước mắt bản thân tất cả thấy qua trong thiên địa nồng nặc nhất rồi đến như tuyên cổ đại lục lời nói hắn thấy nơi đó cho tự thân cảm giác không giống như là một phương thiên địa đơn giản như vậy dù sao vẽn vẹn là tuyên cổ đại lục diện tích liền so nhiều cái đại thiên thiên địa đều muốn rộng lớn không biết bao nhiêu liền xem như trước mắt đứng đầu đại thiên thiên địa đoán chừng cùng tuyên cổ đại lục so sánh đều là chênh lệch rất nhiều. Lại nói tuyên cổ đại lục đến tột cùng là lớn bao nhiêu, tiền bối có từng biết được. Trầm Trường Thanh hỏi. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, nếu là đem nhân tộc căn cơ đứng ở tuyên cổ đại lục phía trên, như vậy đối với tuyên cổ đại lục nhất định là có không ít hiểu rõ. Quả nhiên. Khi hắn dứt lời thời điểm, Thanh Y chính là không chút nghĩ ngợi trả lời, tuyên cổ đại lục 27 vực, mỗi một cái vực phạm vi, Đại khái đều là cùng trước mắt thiên địa bằng nhau, Tôn Thượng có thể đem Tuyên Cổ Đại Lục Hiểu thành 27 phương đỉnh tim đại thiên thiên địa kết hợp thể. T 27 phương đỉnh tim đại thiên thiên địa kết hợp thể. Liền xem như Trầm Trường Thanh đã là cực lực phóng đại trí tưởng tượng của mình, đều hoàn toàn không nghĩ tới, Tuyên Cổ Đại Lục đúng là trọng lớn đến nơi này chờ trình độ. Cũng liền khó trách, Tuyên Cổ Đại Lục có thể vì chư thiên trung tâm. Lắc đầu, hắn một lần nữa đem lực chú ý, đặt ở trước mắt trên trời đất. Tiền bối cho rằng, tạo hóa thần liên sẽ tồn tại ở địa phương nào. Tạo hóa thần liên thai ngén cần hải lượng linh khí tiếp tế, tôn thượng nếu là tìm linh khí nồng nặc nhất địa phương mà đi. Có lẽ có tìm tới tạo hóa thần liên khả năng, đương nhiên, những này chỉ là lão phu suy đoán, không thể coi là thật. Thanh y trả lời, tràn đầy sự không chắc chắn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác đại thiên thiên địa rộng lớn ai có thể xác định tạo hóa thần liên tồn tại ở nơi nào đặc biệt là quanh mình không gian bên trong tồn tại thần quân uy áp khắp nơi hạn chế thần niệm khuếch trương muốn tìm được tạo hóa thần liên chỗ càng không phải là một chuyện dễ dàng không chiếm được đáp án trầm trường thanh cũng không có hỏi lại mà là y theo đối phương nói yên lặng cảm giác linh khí nồng độ mạnh yếu sau đó điều khiển chiến xa hướng về linh khí nồng nặc phương hướng mà đi âm âm. Chỉ thấy đại địa chấn động, lôi đình vù vù thanh âm rung chuyển hư không. Phía trước nguyên bản lặng lặng sừng sững sơn phong, đột nhiên rung rẩy dữ dội lên, núi đá cuồn cuộn rơi xuống, bầy chim bách thú bối rối chạy trốn. Đóng. Trầm thấp gầm hiếu truyền đến, sơn phong giống như đột nhiên mọc ra một cái tay, hướng về chiến xa bằng đồng thau đập xuống xuống dưới. Hung thú. Trầm trường thanh sắc mặt khẽ động tại sơn phong không hề động lúc thức dậy hắn đều không có chút nào cảm thấy được này sẽ là một đầu hung thú ngụy trang cho tới bây giờ đối phương chân chính động thủ lúc chính mình mới phát giác được không thích hợp không thể không nói luận đến ngụy trang trình độ đầu hung thú này đích thật là làm rất tốt nhưng nhìn xem đánh tới đại thủ trầm trường thanh cũng không có cái gì khẩn trương chỉ là đem bản thân lực lượng rót vào đến thần phong cổ chiến xa bên trong trong chốc lát. Chiến xa bằng đồng thau bên trên quan hoa đại thịnh, đạo binh uy năng hoàn toàn bị thôi động đến, một cái trước đó chưa từng có cực hạn. Tiến lên. Trầm trường thanh thanh âm hờ hững. Thần phong nghe vậy, đương nhiên sẽ không kháng mệnh không tuân theo. Mặc dù trước mắt hung thú cho hắn một loại sự uy hiếp mạnh mẽ, rõ ràng là một đầu thần vương tầng thứ tồn tại, nhưng bây giờ đạt được trầm trường thanh lực lượng rót vào, hắn cảm giác mình đạt tới đạo binh kiếp sống bên trong đỉnh phong. Mênh mông lực lượng, để cho lòng tin tăng nhiều. Bạch Chiến xa bằng đồng thau tốc độ không chỉ có không có chậm lại, mà lại là trống rỗng tăng nhanh mấy phần. Kia cổ nhanh đến mức cực hạn tốc độ, phản phất có thể đem hư không đều cho xuyên thủng. Quanh tại chiến xa bằng đồng thau chạm tới tảng đá đại thủ thời điểm. Mạnh mẽ lực trùng kích, cưỡng ép đem đại thủ xuyên thủng. Đá vụn lăn xuống xen lẫn có dòng máu màu vàng ống reo rắc sơn phong cự thú phát ra một tiếng đau đớn gầm thét đối mặt nhường cho mình thua thiệt sâu kiến trong lòng sát ý tăng vọt trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành vạn trượng cự thú hướng về chiến xa bôn tập mà đi mỗi một bước bước ra kia như núi lớn thân hình khổng lồ đều có thể dẫn tới đại địa chấn động không thôi không biết bao nhiêu nhỏ yếu hung thú đang tránh né không kịp thời điểm bị kia cổ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép đến cặn bã trong lúc nhất thời có thể thấy được thương thiên đại thụ sụp đổ sơn nhạc vỡ vụn cảm nhận được sau lưng hung thú truy kích trầm trường thanh ánh mắt lạnh lùng còn dám đuổi theo không biết sống chết hắn không có xuất thủ chém giết đầu hung thú kia không phải là bởi vì sợ đối phương mà là không muốn lãng phí cái gì thời gian mà thôi mặc dù tầng thứ nhất trận pháp khảo nghiệm độ khó không nhỏ có thế chư thiên vạn tộc không có khả năng một điểm thủ đoạn cũng không có hiện tại bản thân mỗi kéo dài nhiều một phút cũng có thể thêm một cái đối thủ cạnh tranh nếu như tạo hóa thần liên rơi vào thế lực khác chỗ vậy mình liền xem như đi một chuyến uổng công rồi chỉ là không muốn lãng phí thời gian về không muốn lãng phí thời gian nhưng đối phương thật muốn được đà lấn tới lời nói trầm trường thanh cũng sẽ không khoan dung ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ đem đầu kia sơn phong hung thú cho trấn áp xuống thời điểm. Thẻ xem xét. Phía dưới đại địa bỗng nhiên xé rách, có miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp một ngụm liền đem đầu kia sơn phong cự thú nuốt mất xuống dưới. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở, đầu kia sơn phong cự thú thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị nuốt sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này. Trầm trường thanh sắc mặt, rốt cục thay đổi. Đó là cái gì tầng thứ hung thú, vậy mà có được thực lực như vậy? Sơn phong hung thú thực lực yếu sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Từ vừa mới đối phương xuất thủ trên lực lượng liền có thể cảm giác được đi ra, sơn phong hung thú thực lực, nên là ở thiên địa thần vương phương diện đến nhật nguyệt thần vương tầng ở giữa tả hữu. Như thế tầng thứ hung thú, liền xem như chân chính thần vương ở trước mặt, muốn trấn áp đều không phải một chuyện dễ dàng nhưng mà... Chính là như vậy cường đại hung thú. Lại bị thần bí tồn tại một ngụm nuốt hết, bởi vậy có thể thấy được, kia nuốt sống sơn phong cự thú tồn tại, thực lực nói ít cũng là thần vương đệ tứ cảnh, thậm chí cả nửa bước thần chủ cấp bậc tồn tại, đến như có thể hay không nhập thần chủ phương diện, trầm trường thanh tạm thời không được biết. Ở bên cạnh hắn, thần phong hiện tại cũng là sắc mặt có chút trắng bệt, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật có thế một ngụm nuốt mất sơn phong hung thú, đổi lại là mình, đoán chừng vậy ngăn cản không nổi loại kia lực lượng. Bác phẩm đạo binh. Chỉ có thể tương đương với nhật nguyệt thần vương cảnh mà thôi. Mà lại, bản thân còn không phải công phạt đạo binh, vẹn vẹn phụ trợ đạo binh, thật muốn luận đến chiến lực lời nói, sánh vai thần vương đều là miễn cưỡng sự tình. Trầm trường thanh khẽ lắc đầu, khó mà nói, nên là một đầu tìm phục tại lòng đất cường đại hung thú, hiện tại chúng ta không tốt cùng nó trực tiếp đối lên nên rời đi trước lại nói đối với không biết hung thú nội tâm của hắn cũng là có kiên kỵ rất lớn mặc dù lấy bản thân thực lực trước mắt trừ phi là thần chủ ở trước mặt hoặc là những cái kia đã nhập thần vương ba bốn cảnh đỉnh tim thiên kiêu không phải cũng không có cái gì đáng được e ngại thế nhưng là dưới nền đất đầu hung thú kia đến tột cùng là ở vào một cái dạng gì phương diện mình cũng khó xác định nếu như là bình thường thần vương đệ tứ cảnh hung thú cũng liền thôi muốn thật sự là với tới thần chủ phương diện hoặc là cùng loại với thiên kiêu thần vương phương diện lời nói đó chính là tự tìm phiền phức bởi vậy trầm trường thanh không có ở phía trên này lãng phí thời gian dự định nhưng chuyện lần này để hắn đối với này phương thiên địa tính cảnh giác trực tiếp tăng lên tới mấy cái cao độ vốn cho rằng giữa thiên địa tuy có hung thú nhưng thực lực mạnh đến đâu cũng không khả năng uy hiếp chính mình. Cho tới bây giờ, nhìn thấy cái kia có thể một ngụm nuốt mất một đầu có thể so với thần vương cấp độ hung thú tồn tại đáng sợ về sau, trầm trường thanh mới mảnh nhưng ở giữa phát hiện, bản thân chung quy là coi thường một phương đứng đầu đại thiên thiên địa. Trong này tồn tại hung hiểm, so với mình dự đoán còn muốn đáng sợ rất nhiều. Chương 434, Cự Quy Nhân tộc trấn thủ sứ chỉ là trầm trường thanh muốn rời khỏi, nhưng là dưới đáy đầu hung thú kia, nhưng thật giống như không có cứ như thế mà buông tha hắn ý tứ. Chỉ thấy đại địa lại lần nữa vỡ ra, có miệng to như chậu máu từ phía dưới dâng lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng về chiến xa bằng đồng thau nuốt hết mà đi. Tới hiện tại, trầm trường thanh mới xem như chân chính thấy rõ ràng, miệng to như chậu máu chân chính bộ dáng giống như cổ trắng giống như thân thể, mở ra miệng to như chậu máu bên trong răng nhọn che kín, phản phất là nhắm người mà phệ thâm uyên bình thường. Tặng cho người một loại cảm giác không rét mà run. Tôn thượng, Thần phong sắc mặt đại biến. Hắn muốn rời khỏi, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không cho mình cơ hội phản ứng. Lúc này, trầm trường thanh một bước từ trong chiến xa đi ra, tất cả lực lượng ngưng tụ trực tiếp hóa thành một phương ngưng tụ như thật giống như kim chung xuất hiện. Nháy mắt, kim chung phóng đại vạn lần không ngừng, hướng về kia con hung thú trấn áp rơi xuống. Oanh. Kim chung vào đầu chụp xuống, đem miệng to như chậu máu cùng với một nửa cổ rắn giống như thân thể đều cho bao phủ ở bên trong, hai cổ lực lượng chạm vào nhau. Rung chuyển kim chung rung chảy kịch liệt không ngừng. Ngay sau đó, Trầm Trường Thanh lại là một quyền hung hăng đập vào kim chung phía trên. Đông. Nặng nề thanh âm, chấn vỡ hư không. Ở vào kim chung nội bộ hung thú, giống như gặp công kích đáng sợ một dạng, cổ trắng giống như thân thể điên cuồng vặn vẹo dãy dùa, phát ra thê lương gầm thét kêu trên. Da dẻ nổ tung. Quyết dịch như gian hà như vỡ đê chảy xuôi xuống tới, nhùm đỏ đại địa. Thể xem xét theo hung thú không ngừng dãy dùa, kia cổ lực lượng cường hãn khiến cho thần lôi kim chung đều là trực tiếp nổ bể ra tới kim chung vỡ vụn hung thú nháy mắt rút về mặt đất ở trong tiếp theo một cái chớp mắt mặt đất vỡ nát có hung hãn khí tức bạo phát đi ra giờ khắc này trầm trường thanh mới xem như chân chính thấy rõ ràng hung thú toàn cảnh giống như cỡ nhỏ lục địa giống như khôi giáp tứ chi chạm đất trước kia nhìn thấy cổ rắn chỉ là cổ của đối phương mà thôi liếc mắt nhìn lại, trước mắt hung thú rõ ràng là một đầu cự quy. Nhưng là đầu này cự quy thân thể có chút khổng lồ quá phận, khoảng chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, vừa ra thế thời điểm, liền có cực kỳ hung hãn khí tức càng quét bộc phát, kinh hải bách thú chạy tứ phía. Ít nhất là nửa bước thần chủ. Trầm trường thanh sắc mặt ngưng trọng. Từ cự quy hung thú phát ra khí tức, hắn liền có thể đại khái phán định đối phương thực lực, ở vào một cái dạng gì cấp độ đừng nhìn vừa mới thần lôi kim chung đem đối phương chấn thương nhưng là chỉ là đánh một trở tay không kịp mà thôi hơn nữa bây giờ lại nhìn cự quy cái cổ thời điểm nào có cái gì thương thế có thể nói cường đại nhục thân thể phách đã sớm đem như vậy thương thế hoàn toàn khôi phục đống cự quy ngửa mặt lên trời gào thét miệng to như chậu máu triển khai có thể sợ hấp lực cuốn tới muốn đem cái này xúc phạm tới bản thân sinh linh thôn phệ thấy vậy Trầm trường thanh sắc mặt ngưng nhiên, thần lôi kim chung lại lần nữa ngưng tụ, hướng về đối phương trấn áp rơi xuống. Mắt thấy kim chung trấn ép, cự quy giống như có chuẩn bị một dạng, trước kia có thể nuốt vào một ngọn núi miệng, lại lần nữa mở rộng hơn hai lần, khiến cho trước kia có thể đem đầu lâu bao trùm kim chung, nháy mắt trở thành trong miệng của nó vật. Miệng khép kín, kim chung vỡ nát. Cường hãng như thần lôi kim chung, cũng không thể ngăn cản được cường đại lực cắn trực tiếp chính là vỡ vụn ra. Mắt thấy thần thông bị phá, Trầm Trường Thanh cũng không rất để ý, tự quy thực lực đã là ở vào nửa bước thần chủ cấp độ. Há lại như vậy mà đơn giản liền có thể đối phó. Sở dĩ, làm thần Lôi Kim Chung vỡ nát nháy mắt, hắn đã là lại lần nữa ra tay. Trong động thiên pháp tắc hội tụ, một ngọn núi trực tiếp bị ngưng tụ mà ra, mấy vạn trường đại sơn tản mát ra đáng sợ khí tức, phản phất là có thể trấn áp hết thảy. Quanh Sơn phong trấn áp. Sức mạnh đáng sợ nghiền nát hư không. Cự quy tự như là phát giác cái uy hiếp gì, ban đầu cái cổ trực tiếp thu về, khi đỉnh núi hạ xuống sông, trực tiếp đánh vào mai rùa phía trên. Đại địa chấn động. Mai rùa như là không thể phá vỡ tồn tại, dù là trực diện lực lượng cỡ này. Cũng không có tổn thương mảy may. Thật là cường đại lực phòng ngữ. Trầm trường thanh ánh mắt ngưng lại vừa mới hắn mượn dùng chính là đổ sơn thị tộc thiên phú thần thông, tại chỗ có pháp tắc hội tụ tình huống dưới, thôi động ra tới thiên phú thần thông, sau so đổ sơn thị tộc bây giờ chí cường giả, đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng là lực lượng như vậy, lại không thể tổn thương cự quy mảy may. Bởi vậy có thể thấy được, cự quy lực lượng phòng ngự, đến tột cùng đã cường đại đến một cái dạng gì cấp độ. Bất quá! Trầm Trường Thanh cũng không có e ngại cái gì lại là cường đại phòng ngự, đều có đến cực hạn một khắc này. Đã cự quy theo dõi bản thân, vậy hắn liền phải đem đối phương chém giết, bằng không mà nói, đằng sau tất nhiên sẽ cho mình phiền toái không nhỏ. Nhất niệm rơi xuống. Trầm trường thanh trực tiếp hóa thành vạn trường lớn nhỏ, hướng về cự quy phát khởi thế công. Thân thể biến hóa lớn nhỏ. Khi hắn khai phát hỗn độn đạo thể về sau, đã là có thế tùy ý hành động. Chỉ là thân thể biến lớn về sau, thực lực sẽ không theo theo thân thể biến lớn mà tăng cường sở dĩ nhiều khi trầm trường thanh cũng không có đi vận dụng loại năng lực này nhưng bây giờ khác biệt cự quy thân thể khổng lồ mà lại phòng ngự cực mạnh muốn đơn thuần lấy thần thông trấn áp rõ ràng là chuyện không thể nào thật có toàn lực cùng tranh tài mới có đem đối phương trấn áp khả năng bực này tình huống thân thể phương diện tự nhiên không thể chiếm cứ quá nhiều thế yếu vạn trượng thân thể chính là trầm trường thanh bây giờ có thể biến lớn hóa cực hạn. Mà chờ hắn phát khởi thế công thời điểm, trước kia rụt về lại cự quy cổ, lúc này đột nhiên chính là bắn ra, miệng to như chậu máu mở ra, muốn đem đối phương nuốt mất. Nhưng mà, trầm trường thanh lại là đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn một cái nghiêng người, trực tiếp đem đối phương thế công né tránh, sau đó hai tay mặt bên vây quanh, đem kia như là cổ trắng giống như cái cổ bóp chặt, ngay sau đó là dùng sức nhắc tới tiếp theo hơi thở cự quy kia như là lục địa giống như thân hình khổng lồ trực tiếp bị nguyên địa rút lên hung hăng rơi đập ở một bên khác đại địa băng liệt sơn nhạc sụp đổ lấy cự quy thân thể thể phách trực tiếp rơi xuống đất lực lượng dù cho là thần vương phương diện cường giả đều căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp không phải thần vương trở xuống càng là trong khoảnh khắc hóa thành thịt băm nhưng là... Phía trước cự quy xuất thế, sở hữu bách thú đều đã chạy trốn, sở dĩ theo thân thể nghiền ép hạ xuống sông, cũng chưa chết tổn thương bao nhiêu sinh linh. Cự quy rơi xuống đất. Trầm trường thanh tay phải nắm tay, hướng về đối phương phần bụng oanh kích mà đi. Cũng không chờ hắn thế công rơi xuống, cự quy đã là trực tiếp xoay người, tay phải mảnh nhưng đánh vào giáp trên lưng. Oanh. Lực lượng phản chấn. Cự quy gầm thét, trầm trường thanh bản thân lại là khí huyết cuồn cuồn không thôi. Nhưng hắn nhưng không có lui ra phía sau nửa bước, ngược lại là dùng giày đặt công kích, không ngừng hướng về cự quy tập quan sát mà đi. Oanh! Oanh! Kinh thiên tiếng vang quanh quẩn bầu trời. Đáng sợ khí tức ba động cuốn tới, dù cho là trăm vạn dặm bên ngoài, đều là rõ ràng có thể nghe. Thật mạnh khí tức, có cường giả tranh phong. Mới vừa từ trong trận pháp đi ra ngoài, tiến vào đại thiên thiên địa hoa nguyên thần vương, lập tức nhìn về phía khí tức truyền tới phương hướng, trong mắt đều là hải nhiên thần sắc. Tại cổ khí tức kia bên trong, hắn phát giác một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ. Chỉ có nửa bước thần chủ tầng thứ cường giả, tài năng có được như thế lực lượng. Nửa bước thần chủ tranh phong, không phải là tạo hóa thần liên xuất thế. Hoa nguyên thần vương não hải ra toát ra ý nghĩ như vậy. Dù sao có thể dẫn tới cấp độ này cường giả tranh phong, trừ tạo hóa thần liên xuất thế, hắn nghĩ không ra khác khả năng. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị hắn trực tiếp bỏ đi. Không đúng. Hai cổ khí tức bên trong, có một cổ khí tức cực kỳ hung hãn thích giết chóc, không giống như là vạn tộc tu sĩ, ngược lại là cùng hung thú cùng loại hoa nguyên thần vương trong mắt tinh mang thổ lộ. Hung thú. Hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm bản thân chứng đạo thần vương vô số tuế nguyệt trong tay chém giết hung thú số lượng cũng không biết có bao nhiêu sở dĩ chỉ là tinh tế cảm giác một lần liền có thể minh bạch hai cổ khí tức bên trong tất nhiên là có một cổ khí tức bắt nguồn từ hung thú trên thân thế nhưng là khi biết kết quả này về sau hoa nguyên thần vương nội tâm lại là càng thêm chấn kinh hung thú không thể nào là ngoại lai vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng phương thiên địa này thai ngán có cường đại hung thú. Nửa bước thần chủ cấp. Cấp độ này hung thú, đặt ở chư thiên bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Trừ du lịch tại chư thiên hư không hư không thú, cùng với vô cực trong biển hung thú bên ngoài, còn sót lại địa phương dù cũng có hung thú tồn tại, nhưng muốn đến nửa bước thần chủ. Trên cơ bản không có cái gì có thế có thế. Trong lúc nhất thời, hoa nguyên thần vương nội tâm dân lên đại khủng bố cảm giác phương thiên địa này đã tồn tại một đầu nửa bước thần chủ cấp hung thú, vậy thì có khả năng tồn tại con thứ hai, thậm chí cả con thứ ba. Lấy bản thân thực lực trước mắt, thật muốn đối lên loại kia tầng thứ hung thú, duy nhất có thể làm chính là đào tẩu. Đến như chống lại. Chuyện này cũng không cần suy nghĩ. Nhà mình tin tường chuyện của nhà mình, hắn tuy nhập thần vương đệ tứ cảnh, nhưng chung quy là nội tình nông cạn chút, muốn cùng loại kia tầng thứ tồn tại chống lại, vẫn là kém không ít. Chợt! Hoa Nguyên Thần Vương nội tâm cũng có chút ít nghi hoặc, đó chính là một tộc kia cường giả, đang cùng cấp độ này hung thú tranh phong. Xem phía trước tiến vào thượng cổ di chỉ trước ký ức, có thể có được cái này dạng thực lực tu sĩ, kỳ thật số lượng không có bao nhiêu. Chỉ tiếc Đối phương khí tức để hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, tạm thời không được biết. Không có ở nguyên địa dừng lại bao nhiêu, hoa nguyên thần vương lúc này rời đi tìm tạo hóa thần liên gấp rút chuyện còn lại đều cùng bản thân không có cái gì quan hệ một bên khác trầm trường thanh nương tựa theo bản thân cường đại nội tình đã là hoàn toàn nhấn lấy cự quy ẩu đã chỉ là đối phương giáp lưng phòng ngự thật sự là mạnh mẽ kinh người mặc cho hắn như thế nào công kích đều từ đầu đến cuối không thể đánh vỡ giáp lưng phòng ngự bất quá liền xem như cái này dạng trầm trường thanh cũng không có mảy may ý tứ buông tha chỉ thấy hắn mỗi một quyền đều là chuẩn xác không sai đánh vào giáp trên lưng hoàn toàn không để ý kia cổ cường đại phản chấn lực lượng làm tiếp nhận công kích cự quy bây giờ cũng là gầm thét liên miên dù sao giáp lưng phòng ngự mặc dù cường đại nhưng không có khả năng đem tất cả lực lượng đều cho hoàn toàn ngăn cách loại kia lực lượng oanh kích bên dưới để nó cũng là khá khó xử thụ cự quy muốn chạy trốn thế nhưng là trầm trường thanh căn bản không cho nó cơ hội dần dần theo thời gian chuyển dời, cự quy gầm thét thanh âm bắt đầu suy yếu xuống dưới. Không biết trôi qua bao lâu, vỡ vụn thanh âm truyền đến, chỉ thấy không thể phá vỡ giáp vác tại tiếp nhận các loại lực lượng về sau, rốt cục đến cực hạn chịu đựng, bị trầm trường thanh cho một quyền trực tiếp đánh xuyên qua. Tại giáp lưng vỡ nát nháy mắt, trước kia suy yếu không thể nghe thấy thanh âm, lần nữa trở nên kịch liệt. Đóng. Chương 435, Luyện hóa huyết nhục Nhân tộc trấn thủ sứ giáp lưng vỡ vụn Kịch liệt đau nhức để cự quy điên cuồng dãy dụa, mở ra miệng to như chậu máu muốn đem thẩm trường thanh nuốt hết. Thế nhưng là Nó động tác dù nhanh, nhưng thẩm trường thanh động tác càng nhanh. Cơ hồ là tại cự quy phát khởi thế công nháy mắt, liền bị thẩm trường thanh dùng sức kẹp lấy, cưỡng ép đem cổ rắn giống như cổ cho cưỡng ép kẹp ở dưới nách, sau đó một cái tay khác phát ra mãnh liệt thế công không ngừng oanh kích vỡ vụn giáp lưng oanh oanh xuất hiện khe giáp lưng rốt cuộc không bằng dĩ vạn giống như cứng rắn theo thẩm trường thanh không ngừng công kích giáp lưng vỡ vụn diện tích càng lúc càng lớn bên trong huyết nhục đã là mơ hồ đại lượng máu tươi từ vết thương hiện ra tới lúc này thanh y bỗng nhiên mở miệng tôn thượng này cự quy huyết nhục đều không cần lãng phí nếu là thu nhập trong đồng thiên lời nói, có thể uẩn dưỡng đồng thiên linh dược, nếu như là dùng để bồi dưỡng tu sĩ lời nói, có thể cực lớn trình độ bên trên rèn luyện tu sĩ thể phách. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không còn mù quáng oanh kích giáp lưng, mà là trực tiếp thuận vết thương xâm nhập đối phương nhục thân bên trong. Tìm đến trái tim vị trí dùng sức bóp, trực tiếp đem kia to lớn trái tim bóp nát. Chợt! Hắn lại là rút tay ra ngoài, từ đồng thiên bên trong lấy ra chém thánh đao sắc bén lưỡi đao chém xuống mặc dù dẫn tới cự quy kêu trên lại không có thế trực tiếp đem cổ chặt đứt làm nửa bước thần chủ cấp bậc hung thú đối phương không chỉ là giáp lưng phòng ngự cường đại liền xem như không có giáp lưng bảo vệ nhục thân tương tự không thể khinh thường thấy vậy thẩm trường thanh ánh mắt lạnh lẽo lúc này điều động bản thân ngưng tụ mà thành sau thiên cương sát trực tiếp đem bám vào ở trên thân đao cương sát hiện lên chém thánh đao phản phất thay đổi một cái bộ dáng. Dù vẫn như cũ vì cửu phẩm đạo binh, nhưng giống như trở nên càng thêm sắc bén. Chém. Trường đao lần nữa chém xuống, lần này, cự quy cổ ứng tiếng mà đứt. Máu tươi vẫy ra, tự thương hại miệng cuồn cuồn chảy xuôi xuống tới. Thẩm trường thanh nháy mắt thu hồi chém thánh đao, sau đó đem cự quy một nửa cổ tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Dù là như thế, cự quy cũng không có hoàn toàn khí tuyệt. Rời khỏi thân thể một nửa cổ Vẫn là đang không ngừng gào thét Tự như là cảm giác được bản thân sinh mệnh Ngay tại trôi qua đồng dạng Đồng thời Dập nát thân thể Cũng giống như vậy điên cuồng dãy dụa Đem chung quanh núi đá cự mộc đều cho nghiền nát Thẩm trường thanh không để ý đến Mà là đem trữ vật giới chỉ lấy ra Không ngừng thu lấy cự quy chảy ra tới huyết dịch Hắn không phải là không muốn đem cự quy toàn bộ Đều thu nhập trong động thiên mặt Nhưng vấn đề ở chỗ cự quy thân thể thật sự là quá lớn, chỉ là bảy trượng động thiên, liền xem như cự quy móng chân đều so bản thân động thiên không biết lớn hơn bao nhiêu. Kể từ đó, muốn đem cự quy thi thể hoàn toàn thu lấy, đó là không thể nào sự tình. Sở dĩ thẩm trường thanh mở ra lối riêng. Đem trữ vật giới chỉ xem như cái bình đến dùng, tận lớn nhất khả năng thu lấy cự quy huyết dịch. Dù sao nửa bước thần chủ cấp bậc hung thú huyết dịch thế nhưng là không thường thấy, đặt ở chư thiên, có thể vào nửa bước thần chủ cường giả, tại thị tộc bên trong xem như ở vào đỉnh cao nhất tồn tại, trong thần tộc cũng là thuộc về tuyệt đối cao tầng. Muốn thu lấy loại kia cường giả huyết dịch, há lại một chuyện dễ dàng. Dưới mắt cự quy máu tươi, tự nhiên là không thể bỏ qua chí bảo. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền đem mang theo người sở hữu trữ vật giới chỉ, toàn bộ đều đổ đầy cự quy máu tươi. Sau đó, hắn nhìn xem cự quy khổng lồ thi thể, cùng với vẫn không ngừng chảy huyết dịch, trên mặt tràn đầy đáng tiếc, sớm biết mang nhiều một chút trữ vật giới chỉ tới rồi, lãng phí, lần này tất cả đều lãng phí. Đây là sự thực lãng phí. Mấy vạn trượng bên trong thân thể, ẩn chứa có huyết dịch đủ để dùng kinh người hai chữ để hình dung. Bản thân bây giờ thu lấy đến huyết dịch, chỉ có thể coi là chính trâu mất sợi lông mà thôi. Thanh y nói, tôn thượng kỳ thật có thể đem cự quy máu tư luyện hóa, đem đậm đặc vì tinh huyết. Cứ như vậy, liền có thể cực lớn trình độ thường tướng hắn huyết dịch thu lấy hoàn chỉnh. Luyện hóa. Thẩm Trường Thanh thần sắc khẽ giật mình. Điểm này, ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Đích xác. Nếu như có thể luyện hóa huyết dịch lời nói, như vậy sự tình liền đơn giản rất nhiều. Đến như luyện hóa huyết dịch thủ đoạn, không phải là cái gì hiếm thấy pháp môn, Thẩm Trường Thanh bản thân kỳ thật cũng là nắm giữ không ít. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đem sở hữu trong trữ vật giới chỉ thu lấy huyết dịch, toàn bộ đều tung ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp hắn hai tay kết ấn, trống rỗng ở giữa có biển lửa hiển hiện, trực tiếp đem cự quy thi thể, đều cho hoàn toàn nuốt hết. Biển lửa đốt cháy. Tất cả huyết dịch bị ngọn lửa thiêu đốt, điên cuồng 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 không thôi. Những cái kia huyết dịch bên trong, có thể thấy được từng đầu cự quy hư ảnh nổi lên, phẫn nộ tiếng trống không dứt bên tai, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng mặc cho cự quy máu tươi dãy dụ như thế nào không cam lòng đều không thoát khỏi được biển lửa nuốt hết thời gian chuyển dời bên dưới huyết nhục bốc hơi như là gian hà giống như huyết dịch cũng là một chút xíu khô cạn chờ đến thẩm trường thanh đem hỏa diễm hoàn toàn thu lại thời điểm chỉ thấy cự quy ban đầu huyết nhục hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại trống rỗng mai rùa ở lại nơi đó không có cách nào mai rùa quá cứng rắn như muốn đốt tan căn bản không phải chuyện một sớm một chiều hắn cảm giác nếu như là cho mình mấy năm hoặc là thời gian mấy chục năm nên có thể đem mai rùa đốt tan còn trong thời gian ngắn thì là không có cái kia khả năng nửa bước thần chủ cự quy hắn mai rùa chính là chân chính chỗ tinh hoa bây giờ huyết nhục luyện hóa sở hữu chảy ra tới máu tươi đều là triệt để khô cạn mà ở vỏ rùa phía trên có một đoàn như hồ nước kim sắc huyết dịch xuất hiện ở nơi đó, trong máu cự quy rống giận gào thét càng thêm rõ ràng. Hung hãn thích giết chóc khí tức tràn lan ra tới, hiện lộ rõ ràng huyết dịch bất phàm. Tinh huyết Thẩm trường thanh nhàn nhạt mỉm cười. Những này kim sắc huyết dịch, chính là hắn đem cự quy tất cả huyết dịch, toàn bộ luyện hóa thành tinh huyết phía sau kết quả. Đương nhiên, trước mắt như là mặt hồ giống như kim sắc huyết dịch, cũng không phải là luyện hóa cực hạn nếu như là có thể tự mình một chút thời gian lời nói nhất định có thể đem tinh huyết tiến một bước luyện hóa thu nhỏ nhưng dưới mắt chém giết cự quy lại luyện hóa tinh huyết đã là lãng phí không ít thời gian nếu là cố gắng nhìn đi xuống nói không chừng tạo hóa thần liên đều muốn rơi vào tu sĩ khác trong tay bởi vậy có thể đem huyết dịch luyện hóa có thể hoàn toàn thu lấy trình độ đây cũng là không sai biệt lắm rồi lần này thẩm trường thanh lần nữa dùng trữ vật giới chỉ đem tất cả tinh huyết đều cho thu nhập đi vào sau đó hắn mới nhìn hướng trước mặt mai rùa nếu như nói chí bảo lời nói trước mắt mai rùa chính là trân quý nhất đồ vật nhưng rất đáng tiếc mai rùa thật sự là quá lớn bản thân căn bản là thu lấy không được liền xem như có đứng đầu trữ vật giới chỉ đoán chừng cũng không có cách nào chứa đựng to lớn như vậy mai rùa chí ít tại chính thẩm trường thanh nhận biết bên trong chưa từng nghe nói tới dạng này trữ vật giới chỉ bất quá liền xem như mai rùa không thể hoàn toàn thu lấy vậy quả quyết không thể nhẹ dịch lãng phí hắn đi tới mai rùa phía trên đem trong đó trong mai rùa cứng rắn nhất một bộ phận cho cưỡng ép móc xuống một khối sau đó dùng trữ vật giới chỉ thu lấy kia một khối mai rùa chỉ là chiếm cứ chỉnh thể quy tắc một phần vạn mà thôi thu lấy nhập trữ vật giới chỉ bên trong cũng không khó khăn đây là mai rùa cứng trắng nhất một cái bộ vị, nếu như có thể đem luyện chế lời nói, tin tưởng có thể được một cái không sai phòng ngự chí bảo. Thẩm trường thanh nhìn xem yên tĩnh nằm ở trữ vật giới chỉ bên trong khối kia màu đen mai rùa. Hai lòng gật đầu. Chợt. Hắn chính là ngự không mà lên, một lần nữa trở lại thần phong cổ chiến xa bên trong. Tiếp tục tiến lên. Ngạch, là. Thần phong nghe vậy, lập tức từ vừa mới trong trạng thái lấy lại tinh thần. Thẩm trường thanh vừa rồi trấn áp cự quy một màn, đã là sâu đậm khắc ở trong đầu của hắn ở trong. Cự quy thực lực mạnh bao nhiêu, thần phong mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng minh bạch tuyệt không phải bình thường thần vương có thể so sánh. Loại kia tồn tại có thế một ngụm nuốt mất sơn phong cự thú, lại phát ra hung hãn khí tức, để bản thân cũng vì đó run rẩy, chỉ sợ so thần vương đệ tứ cảnh cường giả đều muốn tới đáng sợ thế nhưng là bực này nhân vật đáng sợ lại bị thẩm trường thanh một lần hành động chém giết vị này thánh tử chính là có thể thấy được chút ít rồi thẩm thanh y thần phong trong đầu toát ra đối phương phía trước nói danh tự lúc kia hắn chỉ cho là thẩm trường thanh nói cái tên này chỉ là thuận miệng qua loa cát vàng mà thôi nhưng bây giờ nghe tới chỉ sợ chưa hẳn như thế chẳng lẽ vị này thánh tử cũng không phải là bắt ly vấn thiên Thần Phong bị mình ý nghĩ giật nảy mình. Nếu như đối phương không phải Bắc Ly Vấn Thiên lợi nói, như vậy chân chính Bắc Ly Vấn Thiên là thật bỏ mình. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy được khả năng này rất lớn. Dù sao Bắc Ly Vấn Thiên mặc dù riêng có thiên kiêu thanh danh, có thế luận đến thực lực, cùng trước mắt vị này biểu hiện ra so sánh, hoàn toàn chính là một trời một vực. Rất nhanh Thần Phong lại là nghĩ tới phương diện khác đó chính là nếu như trước mặt bắc ly vấn thiên là giả thiên hổ hoàng phải chăng tin tưởng chuyện này nghĩ lại tới thiên hổ hoàng phía trước có chút không quá tầm thường thái độ hắn cảm giác đối phương nên là tin tưởng một chút đồ vật ngươi ở đây suy nghĩ gì bình tĩnh lời nói ở bên tai truyền đến để thần phong bỗng nhiên giật mình tỉnh lại khi hắn đối lên thẩm trường thanh bình tĩnh ánh mắt lúc hô hấp đều là bản năng đình trệ xuống tới không không có gì Thần Phong cuốn quít lắc đầu, có chút chính đồ vật có thể đoán được, lại là không thể nói ra được, giả bộ hồ đồ là thích hợp nhất cách làm. Thẩm Trường Thanh giống như xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ một dạng, lạnh nhạt nói, ngươi là rất hiếu kỳ ta thân phận chân chính a? À. Đối mặt trực tiếp như vậy lời nói, về đúc Thần Phong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thẩm Trường Thanh nói, thân phận của ta ngươi nên tin tưởng, ngươi có thể gọi ta là Thẩm Trường Thanh cũng có thể gọi ta là Thẩm Thanh Y, còn Bắc Ly Vấn Thiên đã sớm bỏ mình, nhưng việc này Bắc Ly thị tộc bên trong chỉ có thiên hổ hoàng tinh tường. Hắn không có cái gì giấu giếm ý tứ. Thần Phong không giống với cái khác, chính là nhận bản thân làm chủ đạo binh, sở dĩ không cần lo lắng đối phương có phản bội khả năng. Sở dĩ ở phía trước thu phục các vàng thời điểm, Thẩm Trường Thanh cũng không có giấu giếm cái gì ý tứ. Nghe vậy, Thần Phong sắc mặt khẽ giật mình. Thẩm Thanh Y Thẩm Trường Thanh Người trước danh tự, hắn là trước đó không lâu mới nghe nói, cảm thấy quen thuộc không có vấn đề gì. Nhưng mà phía sau Thẩm Trường Thanh ba chữ, nhưng cũng có thể cho mình một loại vô hình cảm giác quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe nói qua đồng dạng. Cố gắng nghĩ lại hồi lâu, thần phong sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Thẩm Trường Thanh Hắn nghĩ tới rồi trước đây ít năm có nhân tộc tại hỗn loạn cấm khu xuất hiện, dẫn tới vạn tộc vây công, sau tên kia nhân tộc bằng vào sức một mình giết ra trùng sinh, rời đi trước kia đối phương từng đối ngoại tuyên bố, bản thân tên là Thẩm Trường Thanh. Bây giờ lại nhìn về phía người trước mặt lúc, thần phong đã có thế kết luận, cả hai chính là cùng là một người. Chương 436, Mang Hoang nhân tộc trấn thủ sứ tôn thượng là nhân tộc thần phong đối với cái này nút thắt luận có chút giật mình thế nhưng lại chưa từng có vu chấn kinh tại minh bạch đối phương không phải bắt ly vấn thiên về sau tất cả khả năng đều ở đây hắn dự đoán ở trong cứ việc nhân tộc thân phận có chút ngoài dự liệu nhưng là vẫn như cũ có thể tiếp nhận không sai ta vì nhân tộc trầm trường thanh gật đầu nghe vậy thần phong xác định trong lòng suy đoán trên mặt của hắn có mấy phần cảm khái nghe qua nhân tộc tuyệt tích tại chư thiên chưa từng nghĩ lại có tôn thượng bực này cường giả tồn tại chỉ sợ vạn tộc cũng sẽ không ngờ tới chuyện này nhân tộc chẳng những không có tuyệt tích ngược lại là có cường giả tồn thế đối phương hành tẩu tại chư thiên bên trong cũng không có vạn tộc cảm thấy thần phong hoài nghi nhân tộc hẳn là còn có càng nhiều cường giả hành tẩu tại chư thiên bên trong chỉ là đến nay không có bộc lộ ra thân phận mà thôi Vừa nghĩ như thế, nhân tộc thế lực cũng không là bình thường lớn, ngươi chỉ cần an tâm làm việc cho ta là được, nên có chỗ tốt, ngày sau tuyệt không thiếu. Trầm trường thanh gận sóng nói một câu. Nghe vậy. Thần Phong không nói gì nữa. Mà là toàn lực thôi động chiến xa, hướng về linh khí nồng nặc nhất địa phương mà đi. Ngay tại hắn rời đi nửa canh giờ không đến, có cường giả phiêu nhiên mà tới. Từng. Khí tức thật là mạnh. Quy tắc thần vương, không, không chỉ là quy tắc thần vương, nói ít cũng là đến nửa bước thần chủ cấp độ. Vân Chu nhìn qua trước mặt to lớn mai rùa, ánh mắt hơi đổi. Chỉ từ mai rùa bên trên lưu lại khí tức đến xem, hắn liền có thể kết luận trước mắt hung thú, khi còn sống đại khái ở vào một cái dạng gì phương diện. Sau đó lại nhìn về phía chung quanh bị phá hư hầu như không còn hoàn cảnh. Càng có thế minh bạch nơi này đã từng xảy ra như thế nào chiến đấu nhưng liền xem như chính Vân Chu, cũng không có nắm chắc có thể trăm phần trăm chém giết một đầu nửa bước thần chủ cấp bậc hung thú. Dù sao, hung thú không phải tử vật. Nếu như đối phương phát giác được nguy hiểm lời nói, tự nhiên sẽ lựa chọn thoát đi. Cho dù là ngang nhau cảnh giới cường giả, muốn ngăn cản một vị khác cường giả thoát đi, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Từ các tộc tiến vào nơi đây tình huống đến xem, có thế có được nửa bước thần chủ cấp bậc chiến lực cường giả nên không nhiều nếu là la tiêu thần tộc hoặc là thánh thần tộc lợi nói nên sẽ có quen thuộc khí tức lưu lại như thế nói đến nên là chủng tộc khác cường giả chém giết này cự quy vân chu trong lòng thầm nghĩ la tiêu thần tộc sau lưng la thần cung cùng với thánh thần tộc thánh thần cung chính mình cũng là có không ít hiểu rõ hai tộc khí tức hắn tự nhiên là rất quen thuộc nhưng bây giờ lưu lại khí tức có chút lạ lẫm, cùng hai tộc quan hệ không lớn, sợ dĩ rất dễ dàng liền từ bỏ đối hai tộc hoài nghi. Chẳng lẽ là cổ hoang thần tộc? Vân Chu liên tưởng đến cổ hoang thần tộc trên thân. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, cổ hoang thần tộc giống như cũng là có vị nửa bước thần chủ đến đây. Nếu là đối phương xuất thủ, ngược lại là có mấy phần chém giết cự quy khả năng. Nhìn xem trước mặt Mai Rùa, Vân Chu bỗng nhiên xuất thủ một vệt thần quan trực tiếp oanh kích mà ra, oanh sức mạnh đáng sợ bộc phát, mai rùa ngạnh sinh sinh tiếp nhận thần lực một kích, lại là không nhúc nhích tí nào. nhìn thấy một màn này, hắn sắc mặt kinh ngạc, sau đó chính là lại lần nữa ra tay. lần này, vân chu không có bất kỳ cái gì giữ lại, cực lớn trình độ bên trên thôi động sức mạnh của bản thân, thần lực hóa thành trường hồng phá không, lấy lôi đình vạn quân tình thế đánh vào mai rùa phía trên thẻ xem xét. Nhỏ xíu tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy trước kia không thể phá vỡ mai rùa, tại ngành sinh sinh tiếp nhận cổ lực lượng này thời điểm, có nhỏ xíu trạng nước hiển hiện. Giờ khắc này. Vân Chu sắc mặt trốt cục không có cách nào giữ vững bình tĩnh rồi. Võ rùa cường hãng phòng ngự, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bản thân ra tay toàn lực tình huống dưới, đều không thể một kích đánh nát mai rùa, vẹn vẹn để mai rùa xuất hiện một chút vết trạng mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, này cự quy khi còn sống thực lực đến cùng đáng sợ đến trình độ nào. Đồng dạng. Có thể đánh nát như thế phòng ngự mai rùa, lại chém giết cự quy cường giả. Thực lực chính là có thể thấy được chút ít rồi. Cổ hoang thần tộc. Vân chu ánh mắt lấp lóe. Phóng nhãn sở hữu tiếng vào thượng cổ di chỉ cường giả, nếu không phải cổ hoang thần tộc tu sĩ ra mặt, đó chính là chung sơn thị tộc rồi. Còn lại đến cường giả bên trong, muốn có được như thế thực lực, chính là không có cái gì có thế có thế. Chợt. Hắn một lần nữa đem lực chú ý, rơi vào trước mắt mai rùa phía trên. Có thế ngạnh sinh sinh tiếp nhận bản thân một kích toàn lực mà không hủy, võ rùa lực lượng phòng ngự đủ để dùng cường đại hai chữ để hình dung. Nếu như mình có thể đem này mai rùa mang đi. Luyện chế thành vị trí bảo lời nói, thì có cơ hội tìm được một cái đứng đầu phòng ngự chí bảo. Nói ít cũng có thể sánh vai thập phẩm đạo binh cấp độ. Chẳng qua là khi nhìn thấy mai rùa kia như là lục địa giống như lớn nhỏ, Vân Chu lại là bỏ qua trong lòng dự định. Mai rùa thật sự là quá lớn. Liền xem như bản thân đem hết khả năng cũng không có cách nào đem mang đi. Nếu là cho mình thời gian, ngược lại là có thể nguyên địa đem luyện chế thành chí bảo, nhưng dưới mắt vấn đề là bản thân căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy dù sao nhiều như vậy tu sĩ nhập thượng cổ di chỉ. Chưa chừng tạo hóa thần liên liền sẽ rơi vào thế lực khác trong tay. Bởi như vậy, hắn mới thật sự là bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ tới đây, Vân Chu nhìn trước mắt Mai Rùa, trong mắt dù cho là không hề bỏ, lại cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thật sâu nhìn Mai Rùa liếc mắt, hắn quay người rời đi. Oanh! Kinh thiên vang động truyền đến, lại là một đầu hung thú đầu lâu nổ tung, máu tươi phun ra ngoài thời điểm thi thể không đầu trực tiếp ngã trên mặt đất bá thiên thần quân hiện tại cũng hơi choáng rồi từ hắn tiến vào thiên địa cho đến bây giờ chết ở hắn trong tay hung thú đã không dưới hai vị số đám hung thú này thực lực có mạnh có yếu mạnh thậm chí có thế có thể so với thần vương hai ba cảnh tồn tại yếu chỉ là ở vào thần cảnh tả hữu mà thôi rất khó tưởng tượng này phương thiên địa hội có như thế cường đại cỡ nào hung thú tồn tại. Giờ khắc này, bá thiên thần quân sâu đậm minh bạch, cái gì gọi là nửa bước khó đi. Bất quá, để hắn đánh giá vui mừng là, bản thân tiến lên như thế khó khăn, như vậy cái khác tiến vào phương thiên địa này tu sĩ, tương tự là cũng không khá hơn chút nào. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng có tu sĩ có thể nhanh hơn chính mình một bước. Từ đó nhanh chân đến trước rồi chính đáng bá thiên thần quân chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, trên không đột nhiên có sóng gợn mạnh mẽ truyền đến, hắn bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thật tốt nhìn thấy thanh sắc lưu quan phá toái hư không, từ phía trên đỉnh đầu chính mình lướt qua. Đó là ai? Nhìn thấy một màn này bá thiên thần quân, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Thanh sắc lưu quan tốc độ cực nhanh, thật giống như hoàn toàn không nhận không gian ảnh hưởng đồng dạng. Lấy hắn cường đại nhãn lực, có thể mơ hồ trong đó từ thanh sắc lưu quang bên trong, thấy được một cổ chiến xa cái bóng. Chiến xa. Hắn xem trong đầu ký ức, muốn tìm có quan hệ với kia chiến xa bằng đồng thau thân ảnh. Rất nhanh. Ký ức liền như ngừng lại một cái trên tấm hình. Bắc Ly thị tộc. Bá Thiên thần quân ánh mắt lạnh lẽo. Trong ký ức của hắn, chiếc này chiến xa bằng đồng thau chính là lệ thuộc vào Bắc Ly thị tộc. Thế nhưng là bá thiên thần quân lại có chút không quá tin tưởng bản thân làm thần quân trùng sinh đối mặt minh hà lão quỷ lưu lại quy tắc đều phải thành thành thật thật tuân thủ không có bất kỳ cái gì vi phạm biện pháp dựa vào cái gì một cái nho nhỏ thị tộc liền có thể không nhìn quy tắc hạn chế không chút kiên kỵ làm việc nhưng vừa rồi chiến xa bằng đồng thau đích thật là cùng mình đã từng thấy bắc ly thị tộc chiến xa bằng đồng thau nhất trí đây là không có sai vừa nghĩ đến đây bá thiên thần quân trên cơ bản có thể khẳng định bắc ly thị tộc trên thân nhất định là có đại bí mật liền để bản tọa nhìn xem bắc ly thị tộc trên thân đến tột cùng là có nhiều bí mật hắn sắc mặt lạnh lùng bắc ly thị tộc có thể không thụ không gian ảnh hưởng tạo hóa thần liên rất có thể sẽ bị đối phương trước một bước đạt được nghĩ đến cái này khả năng bá thiên thần quân nội tâm cũng là có chút lo lắng nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh lời nói tạo hóa thần liên rơi vào chỉ là một cái thị tộc trên tay, hắn đương nhiên không có cái gì thật lo lắng cho, quá mức trực tiếp xuất thủ cướp đoạt là được rồi. Có thế mình bây giờ thực lực, cũng không cho phép bản thân không nhìn một phương thị tộc tồn tại. Đặc biệt là Bắc Ly thị tộc cũng coi là thượng cổ lưu truyền đến nay thị tộc, tại thị tộc bên trong cũng coi là có chút nội tình, không phải tìm thường thị tộc có thể so sánh. Nếu là tạo hóa thần liên thật rơi vào Bắc Ly thị tộc trong tay, hắn muốn một lần nữa đoạt lại, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Nghĩ tới đây, bá thiên thần quân thở sâu, lúc này di chuyển bước chân, hướng lên trời xâm nhập. Hắn mặc dù không rõ ràng tạo hóa thần liên tồn tại ở chỗ nào, nhưng này chờ thần vật thai ngán, nhất định phải có hải lượng thiên địa linh khí mới được, sở dĩ chỉ cần thuận linh khí nồng nặc nhất địa phương tìm kiếm, liền có khả năng tìm tới tạo hóa thần liên. Đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất hồi tưởng vừa mới nhìn thấy chiến xa phương hướng, rõ ràng cũng là cùng tự mình làm đồng dạng dự định. Chiến xa bằng đồng thâu ngự không, trong lúc đó lại có hung thú ngăn cản, trầm trường thanh vì để tránh cho có cái gì lớn vấn đề. Đều là trực tiếp xuất thủ, đem những hung thú kia toàn bộ chém giết tại chỗ. May mà chính là, đằng sau xuất hiện hung thú thực lực mặc dù có chút không yếu, nhưng cùng cự quy so sánh, lại là kém đếm không hết. Loại kia tầng thứ hung thú, đối với tu sĩ tầm thường tới nói là một uy hiếp không nhỏ nhưng đối với hắn mà nói trên căn bản là hai ba lần liền có thể trực tiếp giải quyết mà lại bởi vì này chút hung thú thực lực bình thường nguyên nhân trầm trường thanh cũng không có thu lấy tinh huyết ý nghĩ bình thường hung thú liền xem như thu lấy hắn tinh huyết cũng không có cái gì đại dụng đương nhiên một chút thần vương phương diện hung thú máu tươi vẫn là có chút tác dụng nhưng bây giờ tìm tạo hóa thần liên cùng với thần quân truyền thừa gấp rút chỉ là hung thú máu tươi ngược lại không phải là cái gì khẩn yếu đồ vật nơi đây hàng ngàn vạn năm ở giữa chỉ có hung thú tồn tại không có diễn sinh ra vạn tộc sinh linh không thành trầm trường thanh nhìn qua phía dưới hung thú chém giết nội tâm cũng là có chút hiếu kỳ khi tiến vào đến đây phương thiên địa về sau hắn mới chính thức lĩnh hội tới cái gì là man hoang khắp nơi đều có hung thú khắp nơi có thể thấy được giết chóc phương thiên địa này phản phất trừ giết chóc bên ngoài, liền không có khác đồ vật rồi. Đến như giống như là vạn tộc như vậy, có trí không sinh linh, lại là một cái cũng không có nhìn thấy. Thanh y nói, muốn diễn hóa trí tuệ sinh linh chuyện không phải dễ dàng như vậy, chư thiên vạn tộc thiên địa số lượng hạo như đầy sao, nhưng bây giờ chân chính có thể hành tẩu tại chư thiên chủng tộc lại có bao nhiêu. Lại nói trước mắt thiên địa hung thú vây quanh, liền xem như thật có cái gì trí tuệ sinh linh sinh ra, đoán chừng đều ngăn cản không nổi hung thú tập kích. Vạn tộc sinh linh, từ trước đến nay đều không phải dễ dàng như vậy sinh ra. Bây giờ chư thiên ở trong bất luận chủng tộc nào, kỳ thực đã từng đều là trải qua gặp trắc trở về sau, mới có thể có giờ này ngày này thành quả. Chương 437, Lôi Hải Nhân tộc trấn thủ sứ vô ngần hoang dã bên trong, chung Sơn Hạ đeo kiếm tiến lên, hắn mỗi một bước phóng ra, đều có thể đem 10 dặm khoảng cách đậm đặc tại dưới chân. Xuất địa thành thốn Đối với thần cảnh tu sĩ mà nói, chỉ có thể coi là tiểu thủ đoạn. Nếu như không phải là bởi vì trong thiên địa không gian trở ngại, lấy nửa bước thần vương cấp bậc cường giả thi triển xuất địa thành thốn, tuyệt không chỉ là chỉ là 10 dặm đơn giản như vậy. Ở tại trong quá trình bước đi, khi thì có hung thú tập kích. Nhưng là loại kia tầng thứ hung thú, không thể mảy may ngăn cản chung sơn hạ bước chân bỗng nhiên hắn dừng bước bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía trước nơi đó là có rừng rậm che chắn nhìn không ra cái gì đồ vật đại khái một khắc đồng hồ sau có tu sĩ từ trong rừng rậm đi ra chung sơn hạ lôi tề nhìn thấy trước mặt tu sĩ sắc mặt không khỏi khẽ biến hắn không nghĩ tới thiên địa rộng lớn mình sẽ ở nơi này đụng phải chung sơn thị tộc tu sĩ mà lại nhìn đối phương dáng vẻ tự như là chuyên môn chờ đợi mình đồng dạng nghĩ tới đây lôi tề ánh mắt lạnh lùng người muốn đối bản thần vương xuất thủ đang có ý này chung sơn hạ chấp tay ánh mắt bình tĩnh như trước giống như hoàn toàn không đem trước mắt thần vương để ở trong mắt lôi tề nghe vậy sắc mặt lại là lạnh mấy phần ngô thừa nhận ngươi chung sơn thị tộc thực lực không yếu nhưng chung sơn thị tộc bây giờ gây thù hằn không ít nếu là lại đắc tội ngô lôi trạch thần tộc, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả. Hiện tại Trung Sơn thị tộc đã đắc tội rồi Hoàng Sơn thần tộc, nếu như lại đắc tội lôi trạch thần tộc lời nói, đứng trước hai phe thần tộc áp lực, Trung Sơn thị tộc làm sao có thể ngăn cản rồi. Đối với lần này, Trung Sơn hạ mặt không đổi sắc, lúc trước ngươi lôi trạch thần tộc xuất thủ phục kích ta Trung Sơn thị tộc thiên kiêu. Nhân quả đã kết xuống, hôm nay chuyên tới để thanh toán nhân quả. Dứt lời thân hình hắn bất động sau lưng trường kiếm lại là bỗng nhiên ra khỏi vỏ lăng liệt kiếm khí phá toái hư không giống như trường hồng quán nhật giống như thẳng đến đối phương mệnh môn thật can đảm lôi tề tức giận hắn không nghĩ tới chung sơn hạ thật sự dám ra tay với mình mắt thấy kia kinh thiên kiếm khí chém tới trong lòng lập tức hiện lên một cổ đại khủng bố không do dự lôi tề bỗng nhiên một quyền ấn ra thần lực màu vàng ống ngưng tụ giống như như thực chất quyền cương chấn vỡ hư không. Oanh. Hai cổ lực lượng tương giao. Quyền cương khoảnh khắc vỡ nát. Kiếm khí dư thế không ngừng chém tới, làm đến lôi tề trước người thời điểm thì có kim sắc vòng bảo hộ dâng lên, đem còn sót lại kiếm khí toàn bộ đều cho chặn lại xuống tới. Chỉ này một kiếm, lập tức phân cao thấp. Lôi tề lúc này sắc mặt nghiêm túc phi thường. Hắn mặc dù sớm đã nghe nói vị này chung sơn thị tộc thiên kiêu một thân chiến lực ngập trời, có thể lấy nửa bước thần vương cảnh chém ngược quy tắc thần vương, thật là nhìn thấy lúc mới hiểu được đối phương thực lực, đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Tùy ý chém ra một đạo kiếm khí, liền có thể nhường cho mình không thể không bị động phòng ngự. Nếu là hắn ra tay toàn lực lời nói, Lôi Tề cảm giác mình rất khó ngăn cản rồi. Nghĩ thông suốt cả hai chênh lệch về sau, hắn lúc này quay người rời đi. Đánh không lại, vậy liền đi. Mặc dù làm đường đường hoàng vũ thần vương, đối mặt một vị nửa bước thần vương tu sĩ quay đầu bước đi có chút mất mặt, nhưng mất mặt dù sao cũng sao bỏ mình hiếu thắng. Dù là đối phương không thể vào thần quốc chém giết bản thân, có thể vẫn lạc một lần nhục thân, đều phải hao phí thời gian rất dài để đền bù. Bây giờ đại tranh chi thế, mỗi một phần tổn thất cũng có thể nhường cho mình bỏ lỡ cơ hội tốt. Lại nói, như hôm nay trong đất có thần quân cơ duyên, lôi tề cũng không hy vọng bản thân đem thời gian lãng phí ở phía trên này ngoài ra còn có một điểm chính yếu nhất đó chính là mình nếu là nhục thân vẫn lạc trong thần quốc trùng sinh về sau là không thể trực tiếp trở lại phương thiên địa này bên trong bây giờ ngoài giới cửa vào phải chăng đóng lại còn chưa thể biết được nếu như đã đóng lại lời nói như vậy bản thân nhục thân vẫn lạc liền xem như bị triệt để đánh ra thượng cổ di chỉ rồi bởi như vậy tổn thất quả thực không nên quá lớn nhìn xem lôi tề thoát đi chung sơn hạ ánh mắt khẽ biến hắn không nghĩ tới lôi trạch thần tộc thần vương sẽ sợ đến nơi này loại trình độ bất quá đối phương muốn chạy trốn bản thân khẳng định không thể tùy ý hắn rời đi kiếm đạo quy tắc xuyên qua hư không một phương vô song kiếm vực trong khoảnh khắc giáng lâm tới trực tiếp liền đem lôi tề đường đi cắt đứt các hạ đi được không khỏi quá gấp đi Trung sơn hạ thần sắc lạnh nhạt bước chân di chuyển ở giữa dưới chân kiếm liên nở rộ vô hạn sát cơ tỏa ra nhìn thấy một màn này lôi tề sắc mặt cực kỳ khó coi chung sơn hạ ngươi coi là thật muốn cùng ngô lôi trạch thần tộc không chết không thôi hắn giọng căm hận mở miệng lúc nào nho nhỏ một cái thị tộc cũng dám không nhìn thần tộc uy nghiêm rồi chung sơn hạ khẽ lắc đầu tộc ta không phải đã sớm cùng lôi trạch thần tộc không chết không thôi sao một câu hỏi lại. Để lôi tề lời ra đến khóe miệng, đều cho trực tiếp ế trụ. Lúc này, Trung Sơn hạ tay phải nắm chặt trường kiếm, trên thân kiếm có đáng sợ phong mang hiển lộ, kiếm mang phừng phực ở giữa, hư không im ắng vỡ ra tới. Lần này chính là người ta thanh toán nhân quả, mời các hạ tiếp kiếm đi. Dứt lời. Kiếm ra. Cực hạn một kiếm chém xuống, sát cơ ngập trời cuốn tới, lôi tề cảm giác mình tâm thần đều giống như bị hoàn toàn đóng băng một dạng, trên mặt tràn đầy hải nhiên thần sắc. Thần quốc ở trong. Lôi tề thân thể một lần nữa thai ngán. Nghĩ lại tới vừa mới trận chiến kia thời điểm, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Chung sơn hạ. Lôi tề nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới chém giết một cái chung sơn cừu, lại làm cho chung sơn hạ đã có thành tựu đối phương có thể lấy nửa bước thần vương thân thế chém giết quy tắc thần vương, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nguyên do. Như vậy thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Ngay khác nếu để cho đối phương chứng đạo thần vương lời nói, không hề nghi ngờ, chung sơn thị tộc lại muốn ra một tôn đỉnh tim thần vương cấp bậc cường giả. Nhất tộc bốn thần vương. Ba tôn đỉnh tim thần vương. Dạng này tỷ lệ, quả thực là chưa từng nghe thấy chiêu thiên thị tộc bên trong, liền xem như những cái kia có được hai vị số trở lên thần vương trấn giữ đỉnh tim thị tộc, có thể xuất ra hai tôn quy tắc thần vương, đều đã xem như rất không tệ rồi. Giống như là chung sơn thị tộc như vậy, trong tộc tính toán đâu ra đấy liền chỉ là bốn năm tôn thần vương mà thôi. Cái này dạng thư thất thần vương số lượng, lại có được hai tôn đỉnh tim thần vương, cùng với tương lai một tôn đỉnh tim thần vương. Như thế tỷ lệ. Nào chỉ là đáng sợ hai chữ có thể hình dung. Lôi tề thở sâu, lòng ngực chập trùng kịch liệt, chung sơn thị tộc nhất định phải diệt, nếu không ngày sau chính là ngô lôi trạch thần tộc đại uy hiếp. Tộc này làm việc điên cuồng, hoàn toàn không để ý hậu quả. Nếu là thật làm cho đối phương chân chính dựng dục ra một tôn thần chủ lời nói, tất nhiên là lôi trạch thần tộc ác mộng. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn lại là bất đắc dĩ bỏ đi. Trung Sơn thị tộc không phải cái khác thị tộc, đối phương tuy có thị tộc danh hiệu, có thế một thân nội tình đã là có thể sánh vai thần tộc rồi. Liền xem như lôi trạch thần tộc có lòng tin ổn ép Trung Sơn thị tộc một đầu, cũng không khả năng thật sự toàn lực ứng phó, một lòng một ý đối phó một cái Trung Sơn thị tộc. Nói cho cùng, thần tộc ở giữa cũng có ân oán của mình. Có thể vì lôi trạch thần tộc thế lực đối địch, tự nhiên vậy đồng dạng là một phương thần tộc. Đáng tiếc, Trung Sơn thị tộc bây giờ cánh chim đã vững, nếu là tại trăm năm trước lời nói, chỉ sợ liền không có phiền toái như vậy rồi. Lôi Tề ánh mắt băng lãnh. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, trăm năm trước vẫn là không có rơi thị tộc Trung Sơn thị tộc, có thể ở trăm năm sau trưởng thành đến một bước này. Không đúng. Lôi Tề nghĩ tới một cái khác khả năng. Hẳn là Trung Sơn thị tộc là một mực tại giấu tài, chỉ vì chờ đợi lần này đại tranh chi thế mở ra thời cơ vừa rồi một lần hành động hiển lộ ra tài năng nếu thật là như vậy kia chung sơn thị tộc cũng quá có thế ẩn nhẫn liền xem như phía trước thị tộc có thiên kiêu vẫn lạc chung sơn thị tộc cũng không có bạo lộ ra thẳng đến phía sau chung sơn cừu sự kiện mới thật sự là để chung sơn thị tộc hiển lộ ra tài năng nếu như là tại đại tranh chi thế trước kia lời nói chung sơn thị tộc hiển lộ ra dạng này nội tình như vậy ngay lập tức liền sẽ nhận các phương thần tộc nhằm vào từ đó làm cho diệt tộc khả năng. Nhưng bây giờ không giống. Đại tranh chi thế mở ra, chư thiên lâm vào phân tranh, cho dù chung sơn thị tộc hiển lộ ra tài năng, cũng không có bao nhiêu thế lực có thể liên hợp lại đem giải quyết. Nói trắng ra là, tất cả mọi người nghĩ tại đại tranh chi thế trúng được lợi, ai lại nguyện ý lãng phí lực lượng, tới đối phó một cái chung sơn thị tộc, hơn nữa còn được phòng ngừa thế lực khác ngư ông đắc lợi. Chính đáng lôi tề âm thầm nghĩ đến chuyện thời điểm có đáng sợ lực lượng xé rách thần quốc, khiến cho to lớn thần quốc trung chuyển không thôi. Thần quốc dị động. Để hắn từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Đợi nhìn thấy vỡ nát thần quốc một sừng lúc, lôi tề sắc mặt đột nhiên đại biến. Chuông. Núi. Hạ. Sắc bén khí cơ hiển lộ, chính là kiếm đạo cực hạn thể hiện. Cứ việc chung sơn hạ còn không có hoàn toàn xuất hiện, có thể chỉ cảm thấy nhận kia cổ quen thuộc kiếm ý, hắn liền minh bạch tới rốt cuộc là ai chỉ là để lôi tề không nghĩ tới chính là đối phương không có chứng đạo thần vương lại là bằng vào kiếm đạo quy tắc cưỡng ép giết vào vô ngần giữa hư không bây giờ thần quốc vỡ vụn một sừng bản thân đã không có đường lui có thể nói trốn đó là không thể nào sự tình thần quốc bị đối phương tìm tới liền xem như bản thân chạy trốn thần quốc vừa diệt bản thân cũng giống vậy phải bỏ mạng bởi vậy làm chung sơn hạ vừa bước vào thần quốc nháy mắt lôi tề đã là xuất thủ trước hướng về đối phương tập sát mà đi đã đối phương không cho mình đường sống vậy mình liền muốn làm cho đối phương trả giá bằng máu nhưng mà sẽ ở đó thần cổ phiếu lực sắp quanh kích mà đến thời điểm có kinh thiên kiếm cương chém xuống tất cả thần lực đều là đều trừ khử chung sơn hạ chân đạp hư không mà tới khi nhìn đến lôi tề thời điểm cũng không có nói nhảm bao nhiêu trực tiếp chính là phát khởi thế công. Kiếm ý ngập trời. Kiếm khí xâm nhiên. Vô song sắc bén giống như như bài sơn đảo hải nghiền ép mà tới, để lôi tệ sắc mặt nghiêm túc không thôi. Chỉ thấy hắn trực tiếp bày biện ra lôi trạch thần tộc bản thể, hóa thành thân rộng đầu người lôi thần bộ dáng, trong chốc lát thì có vô tận lôi đình hiển lộ, một phương lôi hải tại thần quốc thai ngén mà thành. Đông. Đông. Phần bụng tiếng trống như lôi ngàn vạn lôi đình vu lôi trong biển đột khởi, hóa thành cuồng long hướng về chung sơn hạ thôn phệ mà đi. Nhưng này cổ kiếm khí cùng lôi đình chém giết thời điểm, trở nên dẫn tới lôi hải chấn động. Diệt. Chung sơn hạ sắc mặt lạnh lùng, kiếm đạo quy tắc sông dài hạo đảng, nước sông tóe lên hóa thành vô số thần kiếm, hướng về lôi tệ đánh tới, ngay sau đó. Liền gặp lôi hải bên trên lôi đình dâng lên, đem kiếm khí đều nuốt hết mà ở kiếm khí bị nuốt hết nháy mắt, chung sơn hạ một bước phóng ra, tất cả kiếm ý ngưng tụ tại trên thân kiếm, chí cường một kiếm đột nhiên chém ra. Răng rắc. Thần quốc hư không băng liệt. Chí cường một kiếm chém xuống lúc, lớn như vậy lôi hải giống như đến cực hạn chịu đựng một dạng, ầm vang nổ bể ra đến, hủy diệt dư âm hướng về tứ phía tám phương hào hạo đảng đảng.